Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp phần tiếp theo của cuốn sách Tại đình đề Những góc khuất cuộc đời của tiến sĩ Dương Thanh Biểu. Chương 7. Phiên tòa dân chủ và minh bạch là hạnh phúc của người tù. Sau phần thẩm vấn các bị cáo, bà chủ tọa phiên tòa tuyên bố chuyển sang phần tranh luận và mời đại diện viện kiểm sát nhân dân phát biểu luận tội. Ông kiểm sát viên đứng dậy, vẫn với cái đầu hói, ông nhìn mọi người. Một lúc sau, ông mới rút từ trong cặp đựng tài liệu ra một tập giấy dày cộm đã được chuẩn bị sẵn từ nhà. Ông đằng hắng lấy giọng đọc bản luận tội. Ông đề kế tiếp. Ông kiểm sát viên vẫn lập luận lại những gì đã nêu trong bản cáo trạng. Mặc dù diễn biến phiên tòa mấy ngày qua đã nói lên sự thật trái ngược với nội dung bản luận tội mà ông đang đọc. Lúc này tôi thấy khán phòng có tiếng xì sầm. Kiểm sát viên cứ đọc, nhiều người cứ lắc đầu. Tâm trạng tôi lúc đó cảm thấy chán trường, như người bị dội gáo nước lạnh giữa lúc đang hy vọng và sự công minh của phiên tòa. Vẫn chưa hết, đi đôi với trích dẫn điều luật, ông ta còn viện dẫn các chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, làm tăng thêm tính nghiêm trọng của vụ án, để rồi từ đó ông kiểm sát viên kết luận. Bị cáo tại đình đề đã có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, tính chất của tội phạm cũng rất nghiêm trọng. Ông kiểm sát viên viện dẫn khoản 2 điều 12 pháp lệnh trừng trị các tội phạm xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa để áp dụng đề nghị xử lý hành vi phạm tội của tôi. Nghe kiểm sát viên đọc đến đây, người tôi run lên, chống ngực đập mạnh hơn. Kiểu thế này thì thế nào cũng bị bỏ tù mọt gông như có lần bà thọ đã nói quả không sai. Nghe xong bản luận tội, đầu óc đau nhói, căng thẳng đến tột cùng. Tôi nghĩ nếu bản luận tội cứ kéo dài thêm nữa, có lẽ tôi không đủ tỉnh táo để nghe tiếp nhưng cũng thật lạ, đến phần cuối bản luận tội, khi đề xuất mức án, ông kiểm sát viên lại hạ xuống mức án từ 18 đến 24 tháng tù. Tôi cảm thấy sướng ngỡ ngàng và vui mừng quá đỗi. Tôi nhậm tính, với mức án ấy thì chỉ còn dăm tháng ngồi tù nữa là tôi được về với vợ với con. Tự nhiên con tim tôi dạo rực nhắn nhủ, vợ và các con yên tâm nhé, chỉ còn rất ít thời gian nữa thôi là bố được về sống trong tự do với gia đình mình rồi nhưng suy đi nghĩ lại tôi thấy thật vô lý tại sao phần đầu của bản luận tội nêu rất nghiêm trọng nhưng phần đề xuất lại có vẻ dơ cao đánh khẽ như vậy điều quan trọng nữa việc làm của mình và đồng nghiệp vì lợi ích sống còn của đơn vị vì miếng cơm manh áo của người thợ sao lại bị coi là phạm tội được vì vậy tôi không thể chấp nhận với những lập luận của bản luận tội và đề xuất bức hình phạt như kiểm sát viên đưa ra nếu tòa án chấp nhận đề xuất của viện kiểm sát nếu trong bản luận tội thì tôi sẽ kiên quyết chống án đến cùng. Đang lúc nghĩ ngợi băn khoăn thì bà chủ tọa mời luật sư đứng lên phát biểu. Tôi cảm thấy dễ thở hẳn lên. Trong cơn hoang mang tột độ, nghĩ tới ông luật sư sắp phát biểu lời bào chữa. Tôi nghĩ mình như chơi với, sắp chìm giữa dòng sông chảy xiết thì xuất hiện một con người đang đưa tay cứu vớt. Ông bắn điếu thuốc lào rồi kể tiếp. Luật sư Hoàng Văn Kế là người phát biểu bào chữa cho tôi Ông đứng dậy, cặp kính trắng đeo sệ xuống, nét mặt đầy tự tin. Trên bàn làm việc của mình, nhiều tài liệu được ông sắp xếp cẩn thận. Ông nhìn mọi người và hướng lên phía hội đồng xét xử. Đoạn ông nhìn sang tôi, bình tĩnh trình bày. Kính thưa hội đồng xét xử, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa trong mấy ngày qua cho thấy, những số liệu mà bản cáo trạng và bản luận tội do kiểm sát viên nêu ra để quy kết tội trạng cho bị cáo tạ đình đề là không có cơ sở vững chắc trong đó đáng chú ý có nhiều khoản chi liên quan đến công tác kiến thiết cơ bản nhưng kiểm sát viên quy kết tại đình đề phạm tội chưa thuyết phục như mọi người đều biết công tác kiến thiết cơ bản đã được bị cáo khai rất rõ ràng rằng nó gồm nhiều hạng mục trong đó có hạng mục chưa hoàn thành theo nguyên tắc của pháp luật về kiến thiết cơ bản đối với các công trình kiến thiết cơ bản chỉ khi quyết toán xong mới có căn cứ khẳng định có vi phạm trong chi tiêu tài chính hay không nếu có thì bao gồm những hạng mục gì và số liệu cụ thể bao nhiêu? Đối với trường hợp cụ thể của vụ án này, toàn bộ công trình chưa được quyết toán, vậy thì căn cứ vào đâu để khẳng định tạ đình đề chi tiêu sai nguyên tắc, tham ô, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản? Quy kết như vậy là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật về kiến thiết cơ bản. Mặt khác, trong vụ án này, những chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi cố ý làm trái, chi tiêu sai nguyên tắc, tham ô có liên quan mật thiết đến công tác kiến thiết cơ bản. Cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra tiếp. Nhưng không hiểu tại sao, trong bản cáo trạng và luận tội, quý viện vẫn đưa các tài liệu về kiến thiết cơ bản vào để quy kết cho bị cáo. Theo nguyên tắc của pháp luật tố tụng hình sự, những nội dung đã được cơ quan điều tra tách ra để điều tra về vụ án khác thì tất cả những số liệu chứng từ liên quan đến nội dung đó cũng phải được tách ra. Bản cáo trạng và luận tội của kiểm sát viên vẫn căn cứ vào các số liệu về kiến thiết cơ bản để truy cứu trách nhiệm hình sự cho thân chủ tại đình đề là không có căn cứ và không hợp pháp luật sư hoàng văn kế vừa dứt lời thì những chàng vỗ tay rào rào như sấm dậy vang lên một âm thanh chứa đựng những cung bậc thân thiện hạnh phúc và niềm tin nhiều tiếng gieo hò của bà con dự phiên tòa cứ vang lên hoan hô hoan hô nối nhau trong phòng xử án rồi lan tỏa ra ngoài sân tòa án chờ cho tiếng vỗ tay gieo mừng của người dân dứt hẳn ông luật sư gật đầu tiếp tục các số liệu mà bản cáo trạng cũng như bản luận tội quy kết cho Tạ Đình Đề về tội cố ý làm trái, chi tiêu sai nguyên tắc, gây thiệt hại 180.518 đồng 70 hào. Chúng tôi thấy rằng những số liệu này do quý viện lấy từ bản kết luận của đoàn thanh tra liên bộ. Tuy nhiên, đoàn thanh tra liên bộ đó không được thành lập theo quyết định của cơ quan và người có thẩm quyền, không có trưởng đoàn. Như vậy, đoàn thanh tra này không được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Do vậy về nguyên tắc, đoàn thanh tra liên bộ đó không hợp pháp nên báo cáo của đoàn thanh tra đó cũng không có giá trị pháp lý. Từ những căn cứ nêu trên khẳng định, những số liệu mà bản cáo trạng và luận tội của kiểm sát viên viện dẫn để quy kết cho tại đình đề và một số bị cáo khác trong vụ án này là không có cơ sở pháp lý. Chúng tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét thận trọng và bác bỏ, không chấp nhận những số liệu được lấy từ đoàn thanh tra liên bộ để làm căn cứ buộc tội bị cáo hàng chàng vỗ tay lại nổ ra như sấm dậy khi ông luật sư dứt lời. Bà chủ tọa đã phải mấy lần nhắc nhở bà con bình tĩnh và giữ trật tự để nghe luật sư phát biểu. Tuy nhiên mọi người vẫn cứ tự nhiên hoan hỉ gieo mừng trước lời bào chữa quá xuất sắc của luật sư. Nhiều tiếng xì xầm của cư tọa. Ông luật sư lập luận sắc sảo quá. Ông luật sư bỏ cặp kính xuống, mỉm cười nhìn bà con. Tôi có cảm nhận được không khí dạo dực phấn chấn đang lan tỏa khắp nơi xung quanh khu vực xử án. Tôi cố ghìm cảm xúc đang trào dâng phơi phới trong lòng, hướng đôi mắt chiều mến tin tưởng và cảm phục lên ông luật sư và hội đồng xét xử. Chờ cho tiếng vỗ tay gieo hò ngừng hẳn, ông luật sư dương mục kính, nhìn xuống tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Trong phòng cũng như ngoài sân tòa án, im lặng trở lại. Sự im lặng trong đợi chờ, ai cũng mong ông luật sư phát biểu tiếp. Giọng ông luật sư sang sảng. Theo bản cáo trạng và bản luận tội kết luận tạ đình đề đã tham mô 4.800 đồng. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tạ Đình Đề đã khai và thừa nhận có việc chi tiêu số tiền đó. Tuy nhiên như lời khai của bị cáo, trong hơn 3 năm lãnh đạo Ban Thể dục Thể thao, bị cáo Tạ Đình Đề có tạm ứng tiền 4.800 đồng tại quỹ của Ban Thể dục Thể thao để chi tiêu cho anh em vận động viên. Số tiền 4.800 đồng được bị cáo Tạ Đình Đề chi tiêu trong 3 năm liền từ 1971 đến 1974. Nếu tính mỗi năm, bị cáo tại đình đề chỉ chi tiêu hơn 1.500 đồng. Tôi nghĩ số tiền này rất nhỏ so với kết quả xây dựng quỹ phúc lợi rất lớn của xưởng dụng cụ cao su do bị cáo tại đình đề lãnh đạo. Và lại số tiền ấy, bị cáo cũng chỉ để dành mua nước uống cho anh em vận động viên mà thôi. Như vậy, việc chi tiêu trên đây là vì lợi ích tập thể, chứ hoàn toàn không chi tiêu cho cá nhân bị cáo. Hơn nữa, bị cáo tại đình đề là người lãnh đạo đơn vị, chủ tài khoản của Ban Thể dục Thể thao. Theo quy định của pháp luật Việc chi số tiền đó vào mục đích mua nước uống trong 3 năm là đúng với thẩm quyền của bị cáo và cũng không có gì vi phạm pháp luật. Còn các khoản chi tiêu liên hoan cho những buổi gặp mặt đồng đội cùng công tác năm xưa ở Vân Nam hết 200 đồng là do bị cáo Tạ Đình Đề đi vay của anh Minh. Anh Minh cũng có mặt tại phiên tòa và đã xác nhận đúng như lời khai của bị cáo. Số tiền này không phải là tiền của tập thể. Do vậy có căn cứ để khẳng định bị cáo tại Đình Đề không phạm tội tham ô như quy kết của bản cáo trạng và bản luận tội của kiểm sát viên ông luật sư vừa dừng lời tiếng vỗ tay tiếng hò reo của hàng nghìn người lại vang lên tiếng hò reo từ trong khán phòng xử án lan ra sân tòa và cả khu phố xung quanh cộng hưởng vào nhau như sấm vang xa hơn lâu hơn và to hơn ngay trong phòng xử án tôi đã thấy không ít người vừa vỗ tay vừa hò reo thậm chí có người còn vui sướng nhảy cẫng lên những hình ảnh âm thanh ấy còn in dấu mãi mãi trong lòng tôi đến tận bây giờ. Nghe ông kể đến đây, tôi thầm nghĩ. Các cụ đời xưa nói dân vạn đại thật đúng. Hàng nghìn người dân, chân đất, đứng dưới trời nắng như thiêu như đốt để dự phiên tòa. Phần lớn, họ không được học hành lý luận về tư pháp hay kinh tế, nhưng họ sáng suốt hơn rất nhiều người, ôm khư khư mơ lý luận xám xịt. Họ là người sống thực tế, am hiểu thực tế và chỉ nghĩ đơn giản. Cái gì đúng với thực tế và hợp đạo lý của loài người thì họ gieo hò cổ vũ sau lời phát biểu của luật sư bỗng nhiên ông kiểm sát viên giơ tay xin phát biểu tôi lo lắng cả hội trường đang ồn ào trở lại im phăng phắc sự im lặng ẩn chứa tò mò và chờ đợi của mọi người tôi tự hỏi không hiểu ông kiểm sát viên kia vẫn muốn buộc tội tôi và phản đối ý kiến của luật sư hay lại giờ khỏe gì đây tôi rất lo dông tố sấm sét sắp nổ ra chăng sau cái gật đầu của bà chủ tọa Ông kiểm sát viên đứng lên, hắng giọng phát biểu. Tôi nín thở, nhưng rồi thật sự bất ngờ nghe ông nói: "Sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ tại tòa, tôi xin tuyên bố rút phần truy tố tội tham ô đối với Tạ Đình Đề." Nghe ông kiểm sát viên nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi người dự phiên tòa ngạc nhiên ồ lên vui sướng. Sau này tôi cứ nghĩ mãi về quyết định hôm ấy của ông kiểm sát viên. Trước đó, nghe ông đọc cáo trạng cũng như luận tội với giọng nói như có đá lạnh và thép cứng kiên quyết giữ vững lập trường đã truy tố là có tội khi ấy tôi vừa lo lắng sợ hãi vừa tức giận ông ta nhưng khi nghe ông ấy tuyên bố như trên thì tôi vừa thương vừa thán phục ông kiểm sát viên này một người không bảo thủ biết phục thiện và dũng cảm trong việc rút truy tố về tội tham ô đây là bản lĩnh rất cần đối với các quan tòa nói chung và đối với kiểm sát viên nói riêng vẫn theo thói quen tạ đình đề dừng lại kéo cái điếu bát đã nhuốm màu thời gian về phía mình, ông vê thuốc cho vào nõ điếu rồi châm lửa. ông lấy hơi, choác choác, đến ba bốn nhịp gì đó, rồi lên gân kéo một hơi thật dài. đôi mắt ông lim dim khoan khoái, ngửa mặt lên trời, nhà khoái ra vấn vít. câu chuyện về phiên tòa nổi tiếng và sôi động một thời lại được người trong cuộc tiếp tục. không khí Hà Nội hôm đó thật ngột ngạt, trời nắng ong ong, không hề có cơn gió nào thổi tới nhưng chẳng có ai rời bỏ việc theo dõi phiên tòa luật sư chuyển qua phần bào chữa cho tôi về tội cố ý làm trái ông nói đại ý bản cáo trạng quy kết bị cáo tạ đình đề phạm tội cố ý làm trái tuy nhiên thiệt hại là yếu tố bắt buộc của tội cố ý làm trái nhưng bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội cố ý làm trái mà chỉ nêu chung chung không chứng minh được thiệt hại vật chất cụ thể là bao nhiêu số liệu thiệt hại như thế nào tại phiên tòa không có một cơ quan đơn vị nào, kể cả đơn vị chủ quản, nêu vấn đề có thiệt hại do hành vi của các bị cáo gây ra. Đặc biệt tại phiên tòa, đại diện cơ quan chủ quản của bị cáo tại đình đề khẳng định là không có thiệt hại xảy ra. Do vậy, không có căn cứ để kết luận bị cáo tại đình đề phạm tội cố ý làm trái. Tiếp đến, luật sư kế lập luận, muốn quy kết bị cáo phạm tội cố ý làm trái thì phải chứng minh được làm trái văn bản pháp luật nào. Trong vụ án này việc bị cáo Tạ Đình Đề và các bị cáo khác đi liên hệ xin máy móc thiết bị và xin xé lẻ thiết bị thì đã được các cấp có thẩm quyền nhất trí. Ông luật sư trích đọc công văn ngày 4 tháng 12 năm 74 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Dương Bạch Liên gửi Thủ tướng Chính phủ và công văn số 715 ngày 5 tháng 5 năm 76 của Tổng cục Đường sắt gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong các công văn trên có nội dung quan trọng khẳng định rằng ngày 30 tháng 8 năm 73, Bộ Giao thông Vận tải đã có cuộc họp và nhất trí cho phép tạ đình đề xé lẻ thiết bị. Bởi vì vấn đề này chính phủ không cấm, do vậy nếu có sai là thuộc trách nhiệm của người cho chứ không phải trách nhiệm của người xin. Tôi là nhà nghèo, đi xin được cái gì thì cứ xin, tôi dùng được cái gì thì tôi dùng, tôi không dùng thì tôi cho, như cho công ty ăn uống máy xay bột để phục vụ hành khách rất tốt. Bị cáo tạ đình đề là người cấp dưới của bộ trưởng, bộ trưởng đã phát biểu như vậy thì rõ ràng hành vi của bị cáo không phạm tội cố ý làm trái. Đây là tài liệu chứng cứ rất quan trọng để khẳng định bị cáo tại Đình Đề và các bị cáo khác không phạm tội cố ý làm trái. Tôi cũng không hiểu tại sao bản cáo trạng và bản luận tội của kiểm sát viên lại quy kết tội cố ý làm trái cho bị cáo một cách gượng ép như vậy. Cuối cùng, luật sư kế nhìn xuống tôi và nói, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cho thấy bị cáo tại Đình Đề là con người nhiệt huyết, dũng cảm trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do cho tổ quốc, cho dân tộc. Trong xây dựng kinh tế, bị cáo không cam chịu đói nghèo tìm mọi cách cải tiến phương pháp quản lý và nâng cấp thiết bị máy móc nhằm đưa sản xuất phát triển đi lên trong điều kiện khó khăn của đơn vị dưới sự lãnh đạo của tạ đình đề sản xuất của xưởng dụng cụ cao su đường sắt ngày càng phát triển sản phẩm của đơn vị ngày càng nhiều có chất lượng và đã xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới đơn vị của bị cáo tạ đình đề đã thu về cho nhà nước nhiều ngoại tệ việc làm và đời sống của người thợ ngày càng được cải thiện là người lãnh đạo đơn vị nhưng ông rất khiêm tốn trong sinh hoạt, đoàn kết với mọi người, vị tha và bao dung, sống liêm khiết, không có tư túi bất cứ việc gì. do vậy, ông là người được tập thể đơn vị hết sức yêu quý và kính trọng. hình ảnh những người lao động có mặt tại đây trong mấy ngày qua để theo dõi phiên tòa đã chứng minh điều đó. tại đình đề là người rất quan tâm đến anh em cấp dưới, gặp ai khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ. việc chi tiêu của bị cáo đề có lúc mang tinh chất như khi mình chỉ huy đơn vị biệt động có những khoản chi không phải tính toán cốt là giành được thắng lợi cho trận đánh cho cách mạng tạ đình đề thường nói có lúc mình chi sai nguyên tắc nhưng đây là những trường hợp cấp bách được việc thì cứ chi cái đã tôi thấy đơn vị của tạ đình đề là điểm sáng trong sản xuất kinh doanh việc làm của tạ đình đề là đúng pháp luật tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét thận trọng và tuyên bố tạ đình đề không phạm tội ông kể tiếp luật sư kế vừa dứt lời tiếng vỗ tay và hò reo lại vang lên từng hồi từng hồi không ngớt. Tôi như được mở cờ trong bụng, con tim dạo rực khoan khoái, bao nhiêu căng thẳng trong đầu đều biến mất. Tôi ngỡ ngàng và băn khoăn suy nghĩ, không hiểu ai là người đầu tiên nghĩ ra và quốc hội nước nào đặt ra cái luật lệ để luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo. Ai là người đã đi tiên phong trong việc sáng kiến xây dựng pháp luật, quy định về sự bình đẳng giữa luật sư và công tố viên khi đưa ra các lập luận để bảo vệ quan điểm của mình. Trong tranh luận thì bảo đảm tính dân chủ công khai để đi đến tận cùng của sự thật và lẽ phải đây là những quy định thật sự dân chủ văn minh và tôn trọng quyền con người tôi cứ nghĩ trong phiên tòa này nếu không có những người như luật sư kế và không được tranh luận dân chủ văn minh thì không hiểu thân phận mình sẽ trôi giặt về bến bờ nào đây kể đến đây ông đề dừng lại kéo hơi thuốc lào rồi ngửa cổ lên trần nhà khoan khoái nhả khói nhìn tôi thủng thẳng ông là cán bộ kiểm sát có bao giờ tìm hiểu xem người tù cảm nhận được mình có hạnh phúc nhất là lúc nào không không đợi tôi trả lời ông nói luôn đó là lúc được sống trong không khí dân chủ minh bạch và được trả tự do tại tòa người tù an coi đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời nghe ông đề kể vậy hình ảnh phiên tòa xử ông đề cách đây hàng chục năm trời mà sao cứ hiện lên rõ nét trong tôi theo như tôi biết tại phiên tòa này có nhiều người không kìm được nỗi xúc động trước lời bào chữa sắc sảo có lý có tình của luật sư kế và lời tự bào chữa của bị cáo tại đình đề. Rất nhiều người đến Hà Nội dự phiên tòa vẫn đi chân đất, thậm chí có người còn mang theo cơm nắm khoai luộc muối vừng để ăn. Họ ăn mặc cũng rất giản dị, có người còn mặc quần áo vá, đi dép rách, nhưng mỗi khi nghe kiểm sát viên đọc cáo trạng và luận tội, nét mặt họ lộ rõ sự đăm chiêu lo lắng, nhưng lại thật sự rạng rỡ vui mừng khi nghe lời bào chữa sắc sảo của luật sư đến bây giờ trong tôi vẫn vang lên những tiếng hô đồng thanh của người dân bay cao bay cao, tạ đình đề, tạ đình đề, hoan hô tạ đình đề. Những tiếng vỗ tay gieo hò của nhân dân trong phiên tỏa mấy ngày hôm ấy cứ cộng hưởng vào nhau rồi lan tỏa ra trong không gian rộng lớn. Phải chăng đây là khát vọng anh hùng, khát vọng yêu thương và khát vọng dân chủ của nhân dân đối với con người huyền thoại tạ đình đề? Từ đó tôi suy nghĩ, nhân dân ta lúc đó còn nghèo, lam lũ, nhưng họ thật giàu tình cảm với những con người suốt đời phấn đấu hy sinh cho nhân dân, cho đất nước. Đó cũng là thứ tình cảm rất mộc mạc, chân thành, rất đối yêu thương của nhân dân đối với Tạ Đình Đề, một nhân vật huyền thoại trong chiến tranh. Những câu chuyện về cuộc đời ông khi làm kinh tế, đổi mới cách quản lý trong công nghiệp, thay đổi thiết bị, trả lương theo sản phẩm, vân vân. Rồi trước vành móng ngựa, ông vẫn tỏ ra là người oai phong dõng dạc, tự bào chữa cho mình, trước những tiếng hô vang tên ông như sấm dậy của hàng ngàn bà con thợ thuyền. Hình ảnh có một không hai đó sẽ trở thành huyền thoại bất tử của đời ông. Mới hay nhân dân bao giờ cũng minh định công bằng trong yêu ghét trọng khinh. Ai làm lợi cho dân, sống hết lòng vì dân, liêm khiết thanh bạch thì người dân sẽ đời đời khắc cốt ghi tâm, suy tôn kính trọng. Ngược lại, người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn kéo bẻ kéo cánh để tham ô lãng phí, phục vụ cho riêng mình ném đá giấu tay dù có tô son chát vấn như thế nào chắc chắn sẽ không che mắt nhân dân được và sẽ bị người đời coi thường khinh rẻ với truyền thống hàng ngàn năm lịch sử đoàn kết chống ngoại xâm xây dựng đất nước nhân dân ta rất vô tư sòng phẳng biết trước biết sau khi nhìn nhận đánh giá người cán bộ là vậy âu đó cũng là quy luật của muôn đời nay dân ta nói rồi trăm năm bia đá cũng mòn nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ sự yêu ghét của người dân sẽ được lưu truyền từ đời này sang đời khác những người như tạ đình đề chắc chắn sẽ còn được nhân dân yêu mến kính trọng lâu dài và xứng đáng được lưu truyền mãi mãi ông đề kể tiếp sau phần bào chữa của luật sư tạ đình đề và các bị cáo khác có lời nói cuối cùng bà chủ tọa tuyên bố phiên tòa tạm nghỉ để hội đồng xét xử nghị án ngày mai phiên tòa tiếp tục nhiều người lục tục kéo nhau ra về nhưng vẫn còn rất nhiều người nán ở lại dưới những gốc cây nhãn xung quanh sân tòa họ đứng ngồi túm tụm bàn tán gì dầm về lời tự bào chữa của tạ đình đề bài phát biểu của luật sư và của đại diện tổng cục đường sắt cũng như bản cáo trạng lời luận của viện kiểm sát họ khen phiên tòa đã diễn ra một cách dân chủ minh bạch những ý kiến phát biểu này xuất phát từ sự thật nói đúng sự thật nên có sức mạnh thu phục nhân tâm họ bảo nhau ngày mai phải đến để nghe tiếp phiên tòa diễn ra như thế nào chương 8 Công lý đã chiến thắng tại phiên tòa. Ngày 12 tháng 6 năm 76, ngày cuối cùng của phiên tòa. Buổi sáng, Hà Nội như đẹp hơn với bầu trời cao xanh vời vợi. Những tia nắng óng ánh vàng như mật chạy đều trên các ngõ phố. Từng chùm hoa bằng long rung rinh khoe sắc tím hiền hòa. Tiếng ve sầu lớp lớp ngân lên trong khuôn viên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài đường phố và cả trong sân tòa án, một rừng người chen kín khiến cho quang cảnh nơi đây trở nên ồn ào náo nhiệt hầu hết mọi người không quan tâm lắm đến cái nóng đang ngày càng trói trang mà người ta đang sốt ruột chờ đợi bà chủ tọa phùng lê chân tuyên án như thế nào theo dõi phần tranh luận tại phiên tòa dư luận của người dân cũng rất khác nhau có người cho rằng với lập luận của viện kiểm soát như vậy thì dù luật xưa bảo chữa hay đến mấy cũng không xoay chuyển tình hình theo đó chắc chắn tại đình đề và các bị cáo khác sẽ phải chịu hình phạt tù nhưng cũng có ý kiến cho rằng quá trình tranh luận dân chủ công khai và cách điều hành phiên tòa linh hoạt khách quan của bà chủ tọa cũng như những vấn đề mấu chốt của vụ án đã được làm sáng tỏ thì cũng có khả năng tạ đình đề sẽ bị xử rất nhẹ, thậm chí chỉ bị án treo. Kết cục phiên tòa ra sao, số phận của tạ đình đề và những người liên quan đi theo lối rẽ nào, xin được tiếp tục câu chuyện. Đúng 8 giờ sáng, bà Phùng Lê Trân, Ủy viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử đứng lên công bố bản án. Cả hội đồng xét xử và những người có mặt trong khán phòng cũng đứng lên trong trật tự im phăng phắc, lắng nghe bà chủ tọa tuyên án. Một cảnh tượng thật uy nghiêm thường thấy ở chốn công đường. Bà chủ tọa nhìn một lượt xuống khán phòng, tay điều chỉnh micro cho vừa tầm. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, trắng mịn thật ưa nhìn dù bà đang rất nghiêm nghị. Một nữ quan tòa xinh đẹp, đôn hậu, nhiều người nghĩ thế. Giọng bà chủ tọa nhẹ nhàng, những âm sắc rõ ràng. Nhân danh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, họp công khai ngày 7, 8, 9, 10, 11 và 12 tháng 6 năm 1976 tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo 1. Tại Đình Đề, 59 tuổi, sinh quán xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Tây, chu quán số 8 hàng ngang Hà Nội. Bố là Tạ Đình Kỳ đã chết, mẹ là Lê Thị Duyên, vợ là Đặng Thị Thọ, có ba con, trình độ văn hóa lớp 4, nghề nghiệp, sướng trưởng sử dụng cụ cao su, kiêm trưởng ban kiên thiết cơ bản và trưởng ban thể dục thể thao tổng cục đường sắt, không có tiền án tiền sự, giam cứu ngày 27 tháng 11 năm 74 có mặt tại phiên tòa. Ông đề kể, khi nghe bà chủ tọa đọc đến đây, tôi vẫn đứng như trời trồng, mắt không rời bà chủ tọa. Tôi có linh cảm bà chủ tọa với gương mặt hiền dịu như vậy sẽ có những phán quyết khách quan. Nghĩ vậy tôi càng vững lòng tin vào điều tốt đẹp sẽ được bảo vệ. Bà chủ tọa tiếp tục đọc họ tên tuổi các bị cáo bị xét xử sơ thẩm. Trong và ngoài phòng xử án, ai cũng như nín thở khi nghe bà đọc. Cáo trạng số 899 ngày mùng 3 tháng 10 năm 75 của cục chấp pháp Bộ Nội vụ và quyết định phê chuẩn cáo trạng số 640 ngày mùng 5 tháng 11 năm 75 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tại đình Đề và Nguyễn Văn Luật ba tội tham ô, hối lộ, cố ý làm trái nguyên tắc chính sách chế độ thể lệ về quản lý kinh tế tài chính gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa. Luật áp dụng Điều 8, Điều 12, Khung 2, Pháp lệnh số 149 ngày 23 tháng 10 năm 70 và Điều 1 xác lệnh 223 ngày 17 tháng 11 năm 46. Sau đó, bà điểm lại những nội dung chính của bản cáo trạng và đọc tiếp. Tòa án nhận định sử dụng cụ cao su thuộc Tổng cục Đường sắt trước đây năm 1963 Nguyên là một tổ sản xuất vượt bóng bàn trực thuộc Ban Thể dục Thể thao ngành đường sắt do Tạ Đình Đề làm trưởng ban. Tổ này có nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất vượt bóng bàn cung cấp cho thể dục thể thao, đồng thời lấy lãi phục vụ phong trào thể dục thể thao của ngành. Lúc thành lập, tổ này được Tổng cục Đường sắt trích quỹ phúc lợi cho vay 53.000 làm vốn sản xuất. Năm 66 ký hợp đồng với Bộ Ngoại thương, xuất khẩu vượt ra hai nước, sau tăng lên 9 nước. Nhân lực lúc này từ 7 người đến năm 70 là 160 người, nhưng với phương thức tự sản tự tiêu. Ngày 17 tháng 8 năm 70, Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận đề nghị của Tổng cục Đường sắt ra quyết định chuyển tổ sản xuất bột bóng bàn lên xí nghiệp quốc doanh, quyết định số 2061, gọi là sử dụng cụ cao su, trực thuộc Tổng cục Đường sắt với hai nhiệm vụ được giao. 1. Sản xuất một số phụ tùng thay thế bằng cao su phục vụ nhu cầu sửa chữa phương tiện vận tải của ngành đường sắt. 2. Sản xuất một số mặt hàng khác theo kế hoạch của Tổng cục Đường sắt. Tại đình đề được cử làm xưởng trưởng kiêm trưởng ban thể dục thể thao. Đồng thời Tổng cục Đường sắt còn giao cho đề nhiệm vụ xây dựng xưởng tức là kiến thiết cơ bản. Như vậy, từ thời gian ấy tại Đình Đề, làm thủ trưởng ba đơn vị, trưởng ban thể dục thể thao đường sắt, xưởng trưởng sử dụng cụ cao su và đội trưởng đội kiến thiết cơ bản. Lúc chuyển lên xưởng, theo báo cáo số 18 ngày mùng 4 tháng 1 năm 75 của Tổng cục Đường sắt gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an thì kiểm kê không giờ ngày mùng 1 tháng 4 năm 71 Tài sản của tổ này có 328.032 đồng, 10 hào, trừ khoản nợ vay ban đầu 3.000 trừ hao mòn máy móc, các khoản nợ phải trả là 106.143 đồng 77 hào, kết quả lãi 221.888 đồng 33 hào. Trong hồ sơ vụ án có công văn số 418 ngày 4 tháng 11 năm 72 của xưởng dụng cụ cao su gửi Tổng cục Đường sắt và vụ tài vụ do Tạ Đình đề ký đề nghị Tổng cục Đường sắt và vụ cho trích số tiền vốn cũ của xưởng ra cho kiên thiết cơ bản xưởng vay 50.000 để tranh thủ chuẩn bị vật liệu. Ngày 17 tháng 11 năm 72, ông Lê Minh Đức, tổng cục phó, duyệt vào công văn đề nghị của đề, đồng ý cho vay 50.000 đồng. Ngoài ra, còn có chi cho các khoản như chi cho thể dục thể thao, chi cho đội văn công, thưởng cán bộ công nhân viên một nửa tháng lương, thưởng cho đội xung kích giải tỏa Lạng Sơn, vân vân. Đây là xung quanh vấn đề sử dụng nguồn vốn lưu động không đúng mục đích mà văn bản ghi tiêu đề báo cáo của đoàn thanh tra liên bộ và cáo trạng nêu. Còn vốn xây dựng kiến thiết cơ bản, đề vào luật dự trù 1.400.000 đồng được Tổng cục Đường sắt đồng ý, nhưng ngày 10 tháng 7 năm 71, Bộ Giao thông duyệt 825.000 cho làm trong 4 năm. Tuy vốn được duyệt cấp ít, nhưng đề vào luật với tư tưởng xây to làm lớn, làm nhanh để lấy nơi sớm mở rộng sản xuất, một phần cũng để lấy tiếng. Xuất phát từ tư tưởng cá nhân danh vị cục bộ, vốn ít muốn xây to làm lớn, đề vào luật đã xoay sở bằng cách chiếm dụng nguồn vốn khác, tức là vốn của xưởng để đưa vào xây dựng. Mà vốn của xưởng Ngoài số 159.879 đồng 15 hào được nhà nước cấp, cũng còn xoay chạy từ nhiều nguồn. Nguồn thứ nhất, lấy số tiền còn nợ quỹ phúc lợi Tổng cục Đường sắt qua tài khoản ban thể dục thể thao chuyển cho kiến thiết cơ bản. Nguồn thứ hai, móc ngoặc xin máy móc thiết bị do giải tỏa cảng hay liên hệ xin các nơi được cấp nhưng không dùng đến. Xin có tính chất vơ vét, xin cả những thứ không cần dùng, xin được càng nhiều càng tốt. Ông đề nhớ lại Nghe bà chủ tọa phiên tòa đọc đến đây Tự nhiên tôi thấy sống lưng lạnh toát Chống ngực đập thùm thụp Mình lo lắm Kiểu này có thể bị hội đồng xét xử Đã đồng tình với bản cáo trạng rồi chăng Bà chủ tọa tiếp tục Đề có ý định sẽ lẻ bộ thiết bị đắp lốp Từ trước Nên ngay sau khi đưa đi nhận máy Đề đã trao đổi với anh Phạm Huy Quang Giám đốc nhà máy đắp lốp của Cục Vận tải Đường Bộ Để nhượng lại cho nhà máy này Một số thiết bị lẻ giao tại Quảng Ninh Tuy nhiên về sau Ngày 30 tháng 8 năm 73 Bộ Giao thông Vận tải họp bàn và đã đồng ý cho xét lẻ thiết bị đắp lốp để giao cho nhà máy đắp lốp cục vận tải đường bộ một số. Theo báo cáo của ông Dương Bạch Liên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 4 tháng 12 năm 74, số còn lại đề và luật đã cho bán đi một số ống nước để chi cho kiến thiết cơ bản. Xưởng sử dụng một số tôn, ống nước, dây thép, kính, vân vân. Nguồn thứ ba, sản xuất kinh doanh một số mặt hàng ngoài nhiệm vụ, lấy lãi phục vụ chủ yếu và trước mắt cho kiến thiết cơ bản nhìn lại toàn bộ hoạt động của Tạ Đình Đề trong những năm 71 đến 74, đi đến kết luận như sau: thấy việc gì có lợi cho đơn vị mình phụ trách thì bất kể là móc ngoặc xin nhượng, mua bán đổi chác là tiến hành. Thấy mặt hàng gì có khả năng tổ chức sản xuất được thì tung hết tiền ra mua kỹ thuật về sản xuất. Trước mắt lấy một số lãi và tiền mặt phục vụ cho kiến thiết cơ bản và phong trào thể dục thể thao. Mục đích lâu dài là đưa sử dụng cụ cao su phát triển lên thành một xí nghiệp lớn có tính chất tổng hợp. Kết quả đề đã đạt được. Việc xây dựng xưởng dụng cụ cao su cấp trên cho hạn làm trong 4 năm nhưng đã cơ bản hoàn thành với thời gian hơn 2 năm. Từ một bãi tha ma, một ao thả rau muống ở khối ven nội trở thành một xí nghiệp tương đối khang trang bề thế. Về mặt khách quan, đề và luật có hành vi cố ý làm trái nguyên tắc chế độ quản lý kinh tế tài chính. Nhưng về mặt chủ quan, động cơ ý thức của đề và luật không vì mục đích vụ lợi cá nhân mà cố ý làm trái. Làm trái nhưng không có tư lợi đại diện viện kiểm sát kết luận đề tư lợi 67.000 đồng là không có căn cứ ông đề kể bà chủ tọa vừa dứt lời thì một chàng pháo tay nổ ra giòn giã lúc này tôi cứ nghĩ mình đang mơ tôi ngoái nhìn xuống dưới không phải mơ cử tọa đang vỗ tay nhiệt liệt thế kia cơ mà kết luận của bà chủ tọa không chỉ làm cho tôi phấn khởi mà còn làm nức lòng rất nhiều người nghe bằng chứng là tiếng vỗ tay kéo dài không dứt bà chủ tọa đọc tiếp còn tài sản của nhà nước có bị thiệt hại bởi hành vi cố ý làm trái này hay không, thiệt hại nhiều hay ít, tính chất và mức độ thiệt hại như thế nào, không có căn cứ pháp lý nào để xem xét đánh giá kết luận. A. Thiệt hại về kinh tế. Không có một văn bản nào của cơ quan thanh tra chính phủ, của bộ chủ quản, tức là bộ giao thông vận tải, hay của bộ vật tư, bộ ngoại thương, kết luận về 46 tấn vật tư thiết bị thuộc hàng thanh lý, bọn đề móc ngoặc nhận ở hải phòng, đem về, cũng như toàn bộ thiết bị đắp lốp đem xé lẻ đã gây thiệt hại về kế hoạch phân phối của nhà nước như thế nào hay đã gây nên lãng phí để hư hỏng mất mát chỉ giá thành tiền là bao nhiêu. B. Thiệt hại về tài chính. Bản ghi tiêu đề báo cáo của thanh tra liên bộ không ghi ngày tháng của năm 75 kết luận rằng từ năm 72 các khoản chi tiêu sai chế độ chính sách bằng 224.818 đồng 71 hào trong đó có khoản 100.000 đồng chuyển từ quỹ xưởng lên ban thể dục thể thao và 43.068 đồng chuyển thẳng cho kiến thiết cơ bản. Ngoài ra, các khoản chi mua sắm tài sản cố định, nghiên cứu sản xuất các mặt hàng ngoài nhiệm vụ kế hoạch, chi tạm ứng mua sắm vật tư, chi cho đội văn công của xưởng, chi liên hoan thiết đãi, biếu xén thành phẩm, cáo trạng ghi tổng cộng các khoản chi tiêu trái nguyên tắc gây thiệt hại nguồn vốn lưu động 180.518 đồng 70 hào. Xét số liệu ghi trong cáo trạng cũng như số liệu ghi trong bản tiêu đề báo cáo của đoàn thanh tra liên bộ đều chưa có căn cứ vững chắc để tin những chàng pháo tay lại nổ ra vang rền như chiều reo sóng dậy. Chờ cho tiếng vỗ tay dừng lại, bà chủ tọa tiếp tục. Những khoản tiền mà cáo trạng ghi lập quỹ trái phép, thực tế cũng cần phải xem xét. Bản ghi tiêu đề báo cáo đoàn thanh tra liên bộ diễn đạt, tài khoản số 01.4363 của Ban Thể dục Thể thao Tổng cục Đường sắt từ năm 72 đến năm 74, kinh phí tổng cục cấp 152.000, nhưng khi đoàn thanh tra đến ngân hàng Hoàn Kiếm xem xét thấy có tới 404.377 đồng, thừa so với kinh phí được cấp là 252.377 đồng. Như vậy chứng tỏ không có quỹ trái phép hay quỹ đen mà tiền thu ở các nguồn đều đưa vào tài khoản gửi ngân hàng. Tiền đã vào tài khoản là có sự giám sát của tài chính và ngân hàng. Nếu cơ quan tài chính và ngân hàng cho chi sai, không đúng nguyên tắc chế độ thì tài chính và ngân hàng cũng có phần trách nhiệm. Còn việc chi tiêu sai nguyên tắc chế độ đã dẫn tới thiệt hại bao nhiêu? Trước tiên phải nói là không có bằng chứng cụ thể không có sổ sách chứng từ chứng minh. Theo biên bản khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ khá nhiều sổ sách chứng từ thuộc kế toán tài vụ của ba đơn vị, xưởng dụng cụ cao su, ban thể dục thể thao và đội kiến thiết cơ bản. Nhưng trong hồ sơ không có một quyển sổ nào. Về chứng cứ thì chỉ có một số chứng từ chi tiêu như vận chuyển, chi phí đi nhận thiết bị máy móc và thôi. Chứng cứ như thế thì tòa án không thể kết luận như thanh tra và bản cáo trạng nêu được. Hơn nữa, có nhiều khoản chi được tổng cục đường sắt cho phép như khoản chi về tổ chức sản xuất những mặt hàng ngoài kế hoạch khoản mua sắm tài sản khoản chi cho văn công đến đây lại một chàng pháo tay nổ ra giòn giã đâu đó có tiếng thì thầm bà chủ tọa lập luận sắc sảo quá nghe sướng thật ông đề sắp được giải ban rồi và có tiếng hô vang hoan hô tòa án hoan hô tòa án hoan hô bà chủ tọa ngước nhìn mọi người rồi tiếp tục cáo trạng ghi chi cho phong trào thể dục thể thao và mua sắm tài sản sai chế độ năm 2578 đồng 11 hào, chi cho cán bộ văn ban thể dục thể thao đi nghỉ mát 6.000 đồng, thường cuối năm cho tất cả cán bộ công nhân viên của xưởng một nửa tháng lương bằng 10.000 đồng. Các khoản chi trên đây tuy không đúng chế độ nhưng nghĩ không nên coi là thiệt hại. Hiệu quả là cán bộ công nhân viên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. Phong trào thể dục thể thao đã động viên được tính tích cực của cán bộ công nhân viên toàn ngành, công tác phục vụ tốt. Ông đề kể sau lời bà chủ tọa lại một chàng vỗ tay tiếp tục vang lên nghe tiếng vỗ tay vang dài dâm gian đôi mắt tôi bỗng rưng rưng tôi nghẹn ngào xúc động lắm bà chủ tọa tiếp tục về khoản chi cho thiết bị ăn uống biếu xén khoản này thực tế có bị mất nhưng việc biếu vượt bóng bàn xét phần lớn có tính chất giới thiệu mặt hàng khoản tiền chi liên hoan thiết đãi và chi cho ngọc nhiều lần chẳng qua cũng lấy từ tiền lãi sản xuất những mặt hàng ngoài kế hoạch để chi hơn nữa những khoản cáo trạng kết luận chi sai nguyên tắc chế độ ở Ban Thể dục Thể thao thực tế có nhiều khoản chi liên quan đến phần kiến thiết cơ bản. Mà phần kiến thiết cơ bản được cơ quan điều tra gác lại chưa kết luận thì số liệu chi sai nguyên tắc chế độ gây thiệt hại nêu trên đây cũng khó đánh giá chính xác. Những số liệu nêu trong cáo trạng về cơ bản căn cứ và tài liệu ghi trong bản tiêu đề báo cáo là đoàn thanh tra liên bộ, nhưng văn bản ghi tiêu đề báo cáo của đoàn thanh tra liên bộ thì xét về nguyên tắc không có quyết định tổ chức đoàn thanh tra liên bộ báo cáo thanh tra không có ngày tháng, không ghi những ai tên gì là người của cơ quan nào được cử tham gia trong đoàn thanh tra, không ghi ai là đoàn trưởng và đoàn viên gồm những ai, mấy người. Không có dấu của cơ quan xác nhận chữ ký của ông A bà B chính thức là người của cơ quan được cử tham gia trong đoàn thanh tra. Có cơ quan, trong báo cáo thanh tra chỉ thấy nêu cơ quan đó có người tham gia nhưng không thấy ghi ai tên gì. Nghĩa là, tuy tiêu để nêu báo cáo của đoàn thanh tra liên bộ nhưng thực chất không qua ai ký quyết định cứ ra đoàn thanh tra ấy, do đó xét về nguyên tắc không thể xem đây là một văn bản có giá trị pháp lý. Hơn nữa, trong báo cáo số 072 văn phòng ngày 4 tháng 12 năm 74 của ông Dương Bạch Liên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, người thủ tướng chính phủ có đoạn ghi có những việc liên quan đến tổng cục và bộ có trách nhiệm, không phải giám đốc xưởng này tự làm. Đọc đến đây, bỗng bà chủ tọa dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt xuống khán phòng rồi tiếp tục truy tố một người với nhiều hành vi sai phạm cố ý làm trái nhưng không phải tất cả những sai phạm ấy do người đó tự làm mà còn có cả trách nhiệm của bộ và tổng cục nữa vậy không thể kết tội cho riêng người đó phải gánh chịu đến đây không khí hân hoan phấn khởi bao trùm khắp phòng xử án và ngoài sân tòa án rất nhiều người hả hê như thắng trận người ta có cảm giác sự thật đúng đắn sắp được soi tỏ chiếu sáng tạ đình đề con người mình yêu thương khâm phục sắp được minh oan về việc này ông đề kể lúc này tôi cảm thấy con tim mình dạo rực lắm tôi nhìn mọi người mỉm cười biết ơn và kỳ vọng tôi vẫn đứng nghe như nuốt từng lời của bà thẩm phán với nét mặt đang giãn ra rạng rỡ xúc động không sao diễn tả hết tấm lòng tình cảm của nhân dân đồng đội đồng nghiệp bạn bè gia đình dòng họ dành cho tôi đó là những sẻ chia cảm thông vô giá của biết bao người dân bình thường nhưng có trái tim nhân hậu đang hướng về tôi họ hoan hỉ hả hê khi nghe bà chủ tọa lần lượt bác bỏ các cáo buộc của cáo trạng một cách chặt chẽ thuyết phục. Tôi cũng nhận ra sự tự tin hiện ra trên nét mặt của bà chủ tọa. Sự thật vẫn là sự thật, khó ai có thể bác bỏ được dù mưu mô nhăm hiểm đến mấy. Tuy nhiên kết quả phiên tòa đang ở phía trước. tại Đình Đề đang phân chấn tràn đầy hy vọng nhưng cũng phải giật mình khi bà chủ tọa đọc đến đoạn sau đây. Còn về hành vi tham ô, cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận Đề và Lê Phong, kế toán ban thể dục thể thao đã tham ô năm 2.251 đồng 82 hào Nhưng lời khai của Lê Phong Tại cơ quan điều tra Thì nếu cộng số thu trừ đi số chi Còn thiếu hụt trên 82.000 đồng Xét 82.000 đồng Không có căn cứ để kết luận 52.000 đồng Cũng không có chứng cứ tài liệu để chứng minh Cáo trạng còn kết luận Đề Phong Tình Huân Đã tham ô một khoản 6.000 đồng Riêng cá nhân đề Sử dụng tài sản nhập nhằng công tư 7.587 đồng 34 hào Tại cơ quan điều tra cũng có lúc đề khai nhận đã lấy ở quỹ ban thể dục thể thao khoảng 10.000 đồng, trừ đi một số khoản cho tập thể trên 5.200 đồng, cá nhân tham ô 4.800 đồng. Nhưng có lúc để lại khai, trừ đi các khoản chi tiêu cho tập thể, các khoản đồng bọn tham ô mà y không biết, rồi trừ đi một số tài sản còn tại kho, số tiền còn ở tài khoản thiếu bao nhiêu, y nhận đã tham ô tất. Nhưng không có đáp số vì không ai làm được việc này. Có lúc để lại khai đã lấy ở quỹ ban thể dục thể thao lúc 30 đồng, lúc 50 đồng. Có lần để vay 100 đồng để chữa trần nhà, có lần vay 200 đồng, chi tiếp đãi số anh em cùng hoạt động trước đây bên Vân Nam Trung Quốc. Cộng nhiều lần lấy tiền quỹ chi tiêu cho cá nhân khoảng 500 đồng. Trong lúc đó Lê Phong kế toán, trước sau vẫn khai, không đưa tiền cho để chi tiêu. Tại phiên tòa để khai nhận, cá nhân lấy tiền quỹ ban thể dục thể thao chi tiêu khoảng 4.800 đồng, nhưng số này không phải chi cho cá nhân bản thân suốt quá trình công tác 3 năm từ 71 đến 74. Mỗi lần đi làm công tác động viên phong trào thể dục thể thao, có lấy ở quỹ một vài ba chục để chi nước uống, bồi dưỡng vận động viên. Để khai y là trưởng ban thể dục thể thao nên được phép chi như vậy. Còn khoảng 100 đồng chữa trần nhà và khoảng 200 đồng chi liên hoan với anh em công tác cũ ở Vân Nam là hai khoản tiền vay của cá nhân chứ không phải vay của tập thể. Khoản 100 đồng nhờ phong vay hộ, khoản 200 đồng vay của anh Minh cán bộ xưởng tại phiên tòa những người trên đây đã xác nhận điều đó. Ngoài ra còn hai lần vay của chị Khánh, thủ quỹ đội kiến thiết cơ bản 60 đồng thì ông Đề đã trả cho chị Khánh. Trước phiên tòa, chị Khánh cũng xác nhận như lời khai của ông Đề. Do vậy lời khai của Đề trước phiên tòa có cơ sở tin rằng Đề không có hành vi tham ô. Mặt khác trước phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã rút không truy tố tội phạm tham ô đối với tạ đình Đề. Nghĩ rằng việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã rút truy tố tội tham ô đối với tạ đình đề là đúng. Bà chủ tọa vừa đọc đến đây, một chàng pháo tay vang lên như phá tung không gian nơi xử án. Nhiều người hả hê, vừa vỗ tay, vừa nhảy cẫng lên thích thú. Trong nét mặt người nào cũng hớn hở vui như hội. Chờ cho tiếng vỗ tay dừng hẳn, bà chủ tọa tiếp tục phân tích về tội hối lộ. Về hành vi hối lộ, tại cơ quan điều tra và trước phiên tòa hôm nay, luật khai được ông Duy, nhà thầu đổ đất cho 4 con gà, 5 kg gạo nếp. Được ông Thu thầu xây nhà trẻ cho nửa cân ruốc. Trần Cư cho một đài bán dẫn nhỏ và có vay của ông Hùng thầu làm nhà ăn 50 đồng, chưa kịp trả thì bị bắt. Đề cũng khai được huân cho 30 đồng, tình cho 100 đồng và một số người khác có cho một số thứ lặt vặt nhân khi vợ sinh con. Xét những thứ đề và luật khai nhận, kể cả tiền, không mang tính chất hối lộ, đây là quan hệ tình cảm. Những tài liệu bằng chứng trên cho phép kết luận Tạ Đình Đề kể, bà chủ tọa đọc đến đây rồi ngừng lại. Phía dưới khán phòng có tiếng khóc nức nghẹn ngào. Tôi và nhiều người ngoái đầu lại. Bà Thọ đang bế con gái, bà khóc thảm thiết. Chắc lúc này bà khóc vì sung sướng khi nghe bà chủ tọa bác bỏ những cáo buộc của bản cáo trạng về việc quy kết hành vi nhận hối lộ cho chồng mình. Tôi thấy tay phải bà lật tiếp trang bản án, mắt nhìn mọi người. Ánh mắt bà dừng lâu ở hàng ghế nơi bà Thọ ngồi. Tôi cảm thấy hồi hộp quá, cả khán phòng không một tiếng động điều gì sắp xảy ra đây kết thúc có hậu hay không có hậu tôi cũng thực sự phân tâm dù mới đây thôi mình tràn trề hy vọng đâu đó vang lên mấy tiếng thở dài chắc ai đó cảm thấy cuộc đời sao nhiều éo le chắc chỉ ở làm vậy trước hàng trăm người lời bà chủ tọa lại vang lên rành rẽ tội cố ý làm trái đối với đề và luật không có hoặc là không đủ yếu tố pháp lý cấu thành tội cố ý làm trái cũng không có căn cứ để kết luận đề đã phạm tội tham ô còn tội đưa hối lộ thì dù đề và luật có hành vi thiết đãi biếu xén hay đưa tiền thì cũng chỉ nên coi là thủ đoạn móc ngoặc mua chuộc để nhận vật tư thiết bị một cách trái phép mà thôi. Do đó, nghĩ không nên tách hành vi đưa hối lộ thành một tội riêng biệt. Và lại trong hồ sơ vụ án, không có bằng chứng khẳng định đã đưa cho ai bằng tiền là bao nhiêu ngoài 1.500 đồng đưa cho Phạm Văn Ngọc. Tuy nhiên cần xem xét về tính chất của việc đưa này. Trong quan hệ giao dịch thiết đãi mời ăn uống không đáng kể như biếu thành phẩm là một bóng bàn, như thưởng biếu cá nhân và tập thể nhằm mục đích giới thiệu mặt hàng. Do vậy đề và luật không phạm tội cố ý làm trái và đưa hối lộ. Nên thơ cũng không phạm hai tội này. Ông dừng lại, kéo hơi thuốc lào rồi thùng thẳng. Lại hàng chàng vỗ tay vang lên không ngớt. Không khí phiên tòa trở nên sôi động hẳn lên. Nghe bà chủ tọa tuyên bố như vậy, lồng ngực tôi như vỡ òa ra vì hạnh phúc tôi thấy sống mũi mình cay cay giá như lúc này được khóc một chút thì sẽ dễ chịu biết bao nhiêu hạnh phúc được giải phóng đang chờ tôi ở phía trước ánh sáng đang tràn lên rực rỡ sau những buồn phiền tăm tối chờ cho tiếng vỗ tay thưa dần và dứt hẳn bà chủ tọa tiếp tục phân tích những hành vi vi phạm của các bị cáo khác những lời phân tích của bà chủ tọa đối với các bị cáo khác cũng rất thuyết phục bị cáo nào có tội vì sao được bà cân nhắc thận trọng không chỉ đưa ra các tài liệu chứng minh mà còn thể hiện trong từ ngữ diễn đạt kết luận của bà đối với hành vi của các bị cáo không cấu thành tội phạm cũng được bà đưa ra những lý lẽ xác đáng chặt chẽ trong đó bà chủ tọa đã chú ý nêu ra những căn cứ để bác bỏ các cáo buộc của bàn cáo trạng một cách có lý có tình đến phần quyết định bà chủ tọa dừng lại đưa mắt xuống khán phòng bà nhìn khắp một lượt tại đình đề kể giây phút quan trọng này tôi có cảm nhận bà chủ tọa đang nhìn thẳng vào nơi mình đứng trước vành móng ngựa, rồi bà nhìn vào bản án, đọc rõ ràng chậm rãi nhưng dứt khoát. Đây là một phần nội dung quyết định mà bà chủ tọa đã đọc thông viên tòa hôm đó. Căn cứ nhận định và kết luận trên, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định, Nguyễn Văn Luật, Bí danh Hồng Hải, Lê Phong, tức Phạm Ngọc Huệ, Nguyễn Huân, Nguyễn Xuân Trình phạm tội tham ô, Phạm trí Tý phạm tội nhận hối lộ. Tại đình đề, Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Công Hoan Lê Duy Minh không phạm tội cố ý làm trái nguyên tắc chính sách chế độ thể lệ về quản lý kinh tế tài chính gây thiệt hại cho tài sản xã hội chủ nghĩa. Tạ Đình Đề không phạm tội tham ô. Tạ Đình Đề Nguyễn Văn Thơ, Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Văn Luật không phạm tội hối lộ. Nguyễn Xuân Tình, Nguyễn Huân không phạm tội đầu cơ. Những đợt sóng vỗ tay trào lên rầm rập từ trong phòng xử án lan ra đến ngoài khuôn viên và các đường phố xung quanh trụ sở tòa án như làn sóng biển dâng trào. Tiếng vỗ tay, làm đứt quãng giọng đọc của bà chủ tọa ngồi trong khán phòng tại đình đề nghe rõ tiếng hò reo từ ngoài sân vọng đến nhịp tim ông đập rộn ràng nhưng cũng muốn cộng hưởng vào tiếng vỗ tay tiếng hò reo của mọi người bà chủ tọa đưa tay viết cần micro và nói to bản án hãy còn dài yêu cầu mọi người giữ trật tự để nghe tòa tuyên án sau đó khán phòng lại im phăng phắc bà chủ tọa đã đọc to về quyết định hình phạt từ một đến hai năm nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Xuân Tình, Lê Phong, Nguyễn Huân, quyết định tha miễn hình phạt đối với Nguyễn Văn Luật về tội tham ô, Nguyễn Chí Kỳ về tội hối lộ. Đến đoạn quan trọng nhất, bà chủ tọa đọc to. Tha bổng đối với tại Đình Đề, Nguyễn Văn Thơ, Phạm, Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Công Hoan, Lê Duy Minh. Hôm ấy tôi cũng có mặt tại phiên tòa, nghe ông kể đến đây làm tôi hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc tại phiên tòa ngày ấy khi nghe bà chủ tọa đọc bản án đến đây công chúng dự phiên tòa dường như không giữ được niềm hân hoan đang dâng tràn tột đỉnh tiếng vỗ tay tiếng hoan hô ẩm vang đại đình đề đại đình đề ai đó đã hô tên ông lên và được rất nhiều người đáp lại tên ông vang lên khắp phòng xử án và lan tỏa ra sâu đến các con phố gần kề nói sao cho hết niềm vui của hàng nghìn người từ các công xưởng nhà máy ruộng đồng làng mạc xa gần tới đây mấy hôm nay để chứng kiến phiên tòa này. Họ đã có những ngày sống trong hồi hộp thấp thỏm, mong đợi một kết quả có hậu với con người mà họ tin rằng sẽ không bao giờ làm điều xấu, không bao giờ pha nước hại dân. Một con người đã sáng tỏa trong lòng họ bởi những câu chuyện như huyền thoại, những dòng nước mắt mừng vui đã tuôn trào trên gương mặt dãi dầu sương gió của không ít người. Tình cảm của quần chúng nhân dân chân đất đối với tạ đình đề gửi cho mai sau một thông điệp vô cùng quan trọng không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của sự thật không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu của nhân dân không có niềm vui sướng nào lớn hơn khi con người được công lý giải oan ngồi trước mặt tôi tạ đình đề hồi tưởng lại những giây phút sung sướng đó tôi ngoái lại nhìn vợ và các con ngồi dưới khán phòng bà thọ cũng không kìm được nỗi xúc động bà bế con rẽ đám đông đến với tôi mắt bà đỏ hoe những giọt lệ nhạt nhòa trên gương mặt xanh xao bao nhiêu ngày tháng thấp thỏm lo âu chờ đợi mới có ngày hôm nay hỏi làm sao mà không xúc động cơ chứ bà thọ nắm tay tôi nhấc lên trời đất thương ta mình ạ à. nhìn bàn tay bà những đường gân xanh nổi lên vì tôi mà bà phải gánh biết bao nhiêu cơ cực tủi nhục ơn này đúng là sống để dạ chết mang theo những chiến sĩ cảnh sát trước đây còng tay và giải tôi từ nhà tù hỏa lò ra bây giờ chính họ lại mở khóa còng và dẹp lối cho tôi bước ra với đồng đội bạn bè đồng nghiệp đang đứng đông kịt ở ngoài sân ngoài phố. Tôi bước ra, đứng trên bậc thềm, nhìn mọi người, đưa tay lên vẫy vẫy chào họ. Nhiều người ùa vào tôi, nắm tay nắn vai, tặng hoa. Tôi không ngăn được những giọt nước mắt, cứ lăn dài trên gỏ má tóp teo. Quanh tôi cũng đang có rất nhiều người rơi lệ. Không nói được gì nhiều đâu, chỉ nhìn nhau với những cặp mắt đỏ hoe. Ai cũng hân hoan trong nghẹn ngào xúc động. Ông tiếp tục bắn điếu thuốc lào kể tiếp. Việc hội đồng xét xử tuyên bố tôi không phạm tội tha bổng tại phiên tòa làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Trong quá trình xét xử, tôi có quan niệm cơ quan điều tra và viện kiểm sát cấp trung ương đã xây dựng hồ sơ vụ án và quyết định truy tố ra tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thì việc xét xử chỉ là hình thức. Thế nào tòa án cũng tuyên phạt theo đề nghị của viện kiểm sát nhân dân. Trong trường hợp vụ án này lại hoàn toàn khác. Bà chủ tọa đã tạo điều kiện cho bên gỡ tội và bên buộc tội tranh luận một cách bình đẳng dân chủ công khai. Dường như hội đồng xét xử không chịu áp lực của bất cứ cấp nào và không dựa vào nếp làm việc từ trước tới nay là án tại hồ sơ. Ngược lại, bà chủ tọa đã căn cứ vào quá trình xét xử, căn cứ vào kết quả tranh luận của các bên tại phiên tòa để xem xét đâu là chân lý, đâu là sự thật. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử đã tuyên án khách quan chính xác, hợp tình hợp lý, hợp với lòng dân. Nghe ông kể, tôi lại nhớ đến hình ảnh xúc động khi ông để bước ra với những người đồng nghiệp thân yêu của mình năm xưa. Tôi thật hạnh phúc khi được chứng kiến quang cảnh xúc động có một không hai này. Đấy là những phút giây hạnh phúc vô biên của ông và những người yêu quý tại đình đề. Những nụ cười hiền lành, vui sướng, xen lẫn với những giọt nước mắt mặn mòi. Tất cả hiện ra như một giấc mơ tuyệt đẹp giữa đời thường. Chưa hết, một cảnh tượng thật là lạ mà trong cuộc đời tôi chưa gặp bao giờ. Tạ Đình Đề vừa bắt tay đồng nghiệp, vừa được anh em người thợ ở xưởng dụng cụ cao su và nhiều người ở tổng cục đường sắt xúm vào công kênh lên như một vị anh hùng. Mỗi lần công kênh ông lên, cùng bắt nhịp với tiếng hô đồng thanh, Tạ Đình Đề, Tạ Đình Đề. Khi thấy ông hơi chóng mặt, những người thợ mới thôi công kênh. Họ nhìn ông xoắn suýt bên ông và dành cho nhau những tiếng cười sảng khoái giòn tan, vui như hội. Rất nhiều đồng nghiệp những người từng sát cánh với ông trong năm tháng gian lao vất vả ở xưởng dụng cụ cao su đường sắt đến đón ông niềm vui của ông là niềm vui của họ giản dị lắm đời thường lắm mà đẹp đẽ sâu lắng vô ngần biết bao tạ đình đề ngẩn ngơ đắm chìm trong hạnh phúc vô biên đến ngạt thở bất ngờ sau những năm tháng buồn tủi uất hận trong trại tạm giam sau đây theo lời kể của ông trần thanh bình nguyên là cán bộ ban thi đua tổng cục đường sắt thì Hôm ấy tôi cùng tổng cục trưởng Hà Đăng ấn và rất nhiều người ở tổng cục đường sắt ra tận phiên tòa để đón ông về. Sau khi nghe tòa án tha bổng, ông đề mấy ngam hội ý rồi trao đổi với ông bà Thọ là nên đưa ông về quê nhà, bởi vì trong ông lúc này rất yếu nên cần sống trong một không gian yên tĩnh. Bà Thọ nhất trí ngay ý kiến của chúng tôi. đích thân tổng cục trưởng Hà Đăng ấn lấy xe của mình chở tại đình đề về quê ông ở đại định thanh oai chuyến về quê này đã để lại trong tại đình đề nhiều ấn tượng sâu đậm. Ông kể, đã lâu lắm rồi tôi mới được về thăm quê Đại Định, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nơi đây bố mẹ tôi đã tần tảo sớm trưa, mưa nắng, nuôi đàn con khôn lớn. Khi chúng tôi trưởng thành, chưa giúp gì được cho bố mẹ, thì họ đã về với cõi Vĩnh Hằng. Sáng hôm sau, tôi cùng gia đình bà con họ hàng ra thắp hương cho bố mẹ. Lâu lắm rồi, tôi mới được cùng đại gia đình sum họp đầm ấm như thế. Trên con đường từ nhà ra cánh đồng, tôi gặp rất nhiều bà con đứng sẵn để chào hỏi. Tôi ân cần đáp trả và nắm chặt tay từng người một. Có lúc gặp những người bạn thân thuộc nào, tôi dừng lại hỏi thăm gia đình cuộc sống hiện tại của họ. Tôi có cảm giác họ đã dành cho tôi tình cảm ấm nồng như xưa. Từ hồi tưởng của ông, tôi hình dung ra rất rõ tâm trạng của tạ đình đề lúc đó. Đi trên đường làng, ông miên man suy nghĩ. Đất nước hòa bình lâu rồi, mà cuộc sống bà con ở đại định hiện vẫn còn nghèo cái nghèo khó cứ đeo bám bà con dai dẳng bù lại trong cảnh nghèo khó đó cuộc sống nơi đây còn giữ được vẻ bình yên chân mộc cái bắt tay câu chào hỏi nhau cũng chan chứa tình nghĩa làng xóm lâu lắm rồi hôm nay ông mới cùng vợ con được ngắm cánh đồng làng bát ngát mênh mông từ các ngôi nhà những làn khoai bếp màu lam mỏng nhẹ bay ra tiếng chó sủa nhí nhách tiếng gà cục ta cục tác vọng đến càng tăng thêm vẻ yên bình của chốn quê hương thôn dã. Những người nông dân chân lấm tay bùn, mang trong mình tấm lòng trung thủy bao dung đôn hậu. Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi con người ta biết thương nhau. Nghĩ đến đây ông dùng mình, con tim nhoi nhói đau khi nghĩ về những kẻ độc địa đã bị đặt vu khống cho ông. Nhưng qua phiên tòa ông thấy trước sau cái xấu sẽ bị vạch trần, trắng đen trong đục sẽ được phân định rõ ràng. Chỉ có sự thật là chân lý, là sức mạnh vô biên, không có gì chối bỏ được. Trong mùi hương ngăn ngát cỏ cây, ông cùng vợ con và mọi người quỳ lạy trước ngôi mộ sinh thành. Tạ đình đề dầm di trò chuyện với người đã khuất. Bố mẹ ơi, hôm nay vợ chồng chúng con cùng các cháu và bà con cô bác ra đây thắp hương cho bố mẹ. Chúng con biết bố mẹ đã vất vả vô cùng khi sinh thành và nuôi dưỡng chúng con nên người. Đến bây giờ, chúng con chưa làm được gì để đền ơn đáp nghĩa thì bố mẹ đã về nơi chín suối. Bà con cô bác quê mình tuy đói nghèo nhưng rất thật thà tốt bụng. Ở đâu làm gì con vẫn luôn thực hiện lời bố mẹ dặn là phải sống có đạo đức, không được gây thù chuốc oán. Thế mà con đã bị người ta vu oan giá họa, phải ngồi tù gần 2 năm. Nhưng thật may mắn, thật phúc đức cho con, cho gia đình mình. Con đã được nền pháp chế dân chủ, sự công minh của pháp luật giải oan. Nhân phẩm danh dự của con, của gia đình mình đã được trả lại. Đây là niềm vui sướng vô bờ bến của gia đình con. Hôm nay chúng con về thắp hương cho bố mẹ cũng là dịp để báo tin vui này với vong linh người quá cố. Vợ chồng các cháu và bà con xin thắp nén hương cầu mong bố mẹ chia sẻ niềm vui này và phù hộ độ trì cho con cháu khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. Tạ Đình Đề kể, những ngày sau đó căn nhà của tôi ở Đại Định luôn rộn ràng tiếng nói tiếng cười vui vẻ của bà con bạn hữu gần xa đến chúc mừng chia vui những người đến hỏi thăm ông, ngoài gia đình nội ngoại, còn có rất nhiều người là đồng đội năm xưa, những đồng nghiệp tại Tổng cục Đường sắt, nhất là anh chị em công nhân của xưởng dụng cụ cao su, ban thể dục thể thao và đội kiến thiết cơ bản. Trong đó có nhiều người là lãnh đạo Tổng cục, các cục vụ của Tổng cục, của Bộ Giao thông. Những ngày tôi ở Đại Định, anh em bạn bè đến chơi rất đông. Họ không quản ngại đường xa xa xôi, của ít lòng nhiều, người gói kẹo cân chè, gói thuốc lào, người mấy quả trứng gà, lạng thịt, mang đến cho gia đình tôi. Bà Thọ đã phải từ chối nhận quà, nhưng anh em không ai chịu cả. Họ nói với bà Thọ, Trông ông nhà dạo này gầy quá, da dẻ xanh sao vàng vọt, cố mà bồi dưỡng sức khỏe cho ông ấy. Tay qua nạn khỏi rồi, mọi chuyện sẽ tốt lành thôi. Một hôm, ông Vạn Lịch cùng mấy anh em đến thăm tôi. Khi tôi đang rót nước mời mọi người, ông Vạn Lịch nói, Trước hết chúc mừng ông đã tay qua nạn khỏi. Bây giờ ông khẩn trương an dưỡng cho khỏe, lấy sức để về tiếp tục lãnh đạo đơn vị. Anh em ở đơn vị đang mong ông lắm đấy. Có thể nói không ngoa rằng trong những ngày ấy, tình cảm của bà con anh em đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè như một liều thuốc bổ quý giá làm cho tạ đình đề mau hồi phục sức khỏe và sống vui vẻ hơn rất nhiều. Đúng như một câu thơ của bác Hồ viết trong ngục chung nhật ký. Hết mưa là nắng hưởng lên thôi. Cá nhân ông và gia đình đã vượt qua mưa gió phũ phàng để đến với những ngày nắng giáo đẹp đẽ. Tôi nghĩ phiên tòa xét xử ông Đề đã đi vào quá khứ, nhưng những bài học kinh nghiệm về phương pháp dân chủ minh bạch của phiên tòa thì vẫn không cũ. Đây là kinh nghiệm thực tiễn hết sức sinh động để các nhà làm luật sau này lấy đó làm dữ liệu xây dựng chế định tranh tụng tại phiên tòa. Ngày nay chế định tranh tụng tại phiên tòa đã trở thành hiện thực. Hình mẫu tranh luận tại phiên tòa xét xử ông Đề rất đáng để các thế hệ cán bộ tư pháp nói chung, cán bộ kiểm sát nói riêng ngày nay nghiên cứu suy ngẫm tại phiên tòa này công lý đã chiến thắng sau phiên tòa xét xử tại đình đề tôi được biết các cơ quan điều tra kiểm sát và tòa án đã tiến hành rút kinh nghiệm cải tiến trong quan hệ tố tụng như xóa bỏ chế định phê chuẩn cáo trạng trước đây thay vào đó viện kiểm sát trực tiếp xây dựng cáo trạng và chịu trách nhiệm về nội dung quyết định truy tố bị can ra trước tòa việc bắt giam trả tự do bị can do viện kiểm sát chịu trách nhiệm trong công tác điều tra truy tố và xét xử nếu xét tới oan sai thuộc khâu nào thì khâu đó ngành đó phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường cho người bị oan. Vụ việc tại đình đề bị bắt giam truy tố oan cách đây đã gần nửa thế kỷ. Ngày nay tình trạng oan sai tuy được giảm nhiều nhưng qua vụ vẫn xảy ra rất nghiêm trọng. Khi viết đến đây tôi nhận được những thông tin từ các cơ quan báo chí có vụ bị xét xử trung thân và đã ngồi tù được 10 năm thì phát hiện bị tù oan. Thiết nghĩ từ vụ án oan tại đình đề các cơ quan tư pháp phải luôn luôn thận trọng trong điều tra truy tố và xét xử để không được để tái diễn những trường hợp bị oan như vụ án tại đình đề nữa. Nhân dân ta và những người yêu chuộng công lý vẫn thiết tha mong muốn công cuộc cải cách tư pháp được tiến hành nhiều hơn nữa, sâu sắc hơn nữa, để con người đỡ bớt đau khổ khi mắc vào vòng oan trái. Chương 9. Mới qua nạn nọ lại dồn hạn kia. Tại Đình Đề chậm rãi kể, đang trong những ngày xung vầy hạnh phúc với gia đình, người thân tại quê nhà thì tôi nhận được tin dữ. Bản án sơ thẩm vừa rồi đã bị viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị, yêu cầu tòa án xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án. Khi nhận được tin này, tôi như bị sét đánh ngang tai, chân tay bủn rủn. Cả nhà đang tràn ngập tiếng cười vui bỗng chững lại. Ngày vui ngắn ngủi chẳng tẩy gang. Bà thọ các con và người nhà ai cũng nhìn nhau hớt ha hớt hải lo âu nỗi buồn và sợ hãi trong phút chốc phủ xuống cả gia đình. Tôi vội vàng ra ngay Hà Nội, đến xưởng dụng cụ cao su đường sắt để hỏi xem tình hình sự thế ra làm sao. Ông Vạn Lịch vừa thấy tôi, đã lắc lắc cái đầu thông cảm. Ông ấy đưa tôi xem quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bản kháng nghị được ban hành vào ngày 24 tháng 6 năm 76. Tôi nhiễm tính từ khi được tha bổng đến nay mới 12 ngày mình mới được sống trong vòng tay của đại gia đình chỉ mới gần hai tuần lễ quả thật là ít ỏi tôi băn khoăn không hiểu lý do gì mà viện kiểm sát nhân dân tối cao lại ra quyết định kháng nghị tôi mở to mắt xem kỹ nội dung bản kháng nghị cho rằng tạ đình đề và đồng bọn đã phạm tội cố ý làm trái nhưng án sơ thẩm tuyên chưa chính xác định tội lượng hình không đúng chưa phục vụ công cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm đề nghị tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao đưa toàn bộ vụ án xét xử lại đối với tất cả các bị cáo. Từng con chữ trong bản kháng nghị cứ như những mũi kim đang tua tủa chĩa thẳng vào mắt mình, sống lưng lạnh toát, chống ngực đập liên hồi. Đôi tay cầm bản kháng nghị cứ run run, nỗi lo lắng hồi hộp cứ trào dâng như muốn chặn lấy cổ họng. Nhận quyết định kháng nghị, tôi chia tay ông Vạn Lịch về nhà trong nỗi buồn man mác và lo sợ vô cùng. Nằm vật xuống giường, nhìn trần nhà quay tít, tôi nhắm mắt cho đỡ chóng mặt suy nghĩ tưởng ra tù về quê mấy hôm cho tỉnh táo Rồi lên nhận nhiệm vụ tiếp Anh em trong đơn vị vẫn mong mình có mặt Dường như làm việc tại đơn vị là niềm đam mê Cứ thôi thúc tôi cố gắng luyện rèn Để có thêm sức khỏe Trở lại làm việc được nhiều hơn Tôi hy vọng sẽ được cống hiến hết đời mình Cùng anh em thợ thuyền Quyết đưa sử dụng cụ cao su tiến lên Theo hướng phát triển mới Với những thành tựu lớn hơn nữa Chúng tôi sẽ sốc lại đội hình Củng cố tinh thần với quyết tâm cao và cách làm ăn mới tiếp tục vững bước đi lên bằng chính bàn tay và khối óc của anh em thợ thuyền của xưởng dụng cụ cao su đường sắt. Tôi rất hy vọng ngôi nhà chung là cái xưởng nhỏ bé của chúng tôi sẽ đưa lại những gì tốt đẹp nhất cho những con người lao động trong đơn vị. Biết đầu cách làm ăn mới của xưởng dụng cụ cao su đường sắt lại trở thành kinh nghiệm của các đơn vị trong ngành đường sắt. Thế mà ước mơ được cống hiến, được làm việc bỗng chốc bị tiêu tan bởi quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hễ nhắm mắt lại bản kháng nghị với hai trang giấy được in roneo cứ hiện lên nó như mũi dao đang đâm thẳng vào đầu óc tôi tôi cảm thấy toàn thân như bị quay cuồng mắt hoa tim đập mạnh ngực đau nhói thế là không còn chút hy vọng gì nữa vào công lý rồi tôi tự hỏi tại sao phiên tòa được xét xử dân chủ công khai và minh bạch được nhân dân đồng tình ủng hộ như vậy mà vẫn bị kháng nghị phải chăng việc xét xử công khai dân chủ sự vô tư khách quan của hội đồng xét xử, sự đồng tình của quần chúng nhân dân lại là nguyên nhân dẫn đến bản kháng nghị. Quyết định kháng nghị không chỉ được gửi đến xưởng, nơi tôi hàng ấp ủ được quay lại làm việc, nơi các đồng nghiệp đang ngóng chờ tôi, mà còn mau chóng được nhà chức trách phổ biến cho bà con ở nơi cư trú biết. Thế rồi quyết định oan nhiệt đó cứ ngày càng theo dòng đời lan tỏa đến những người đồng nghiệp bạn thân và cả những bà con cô bác mà tôi chưa bao giờ gặp. Ra đường gặp bạn bè, họ lại nhắc đến cái quyết định như lưỡi dao quái ác kia đến lúc nào được gỡ bỏ nhiều bạn bè nghe tin có ghé hỏi thăm về cái quyết định chết người ấy đi đâu làm gì hễ gặp ai nhận ra mình là họ níu kéo lại hỏi lại chuẩn bị xử lại hả ông lúc nào xét xử lại sao sao ông vất vả quá đó là những câu hỏi của những người chia sẻ cảm thông với số phận cay đắng của mình bên cạnh đó cũng có người vẫn coi tôi là kẻ tội đồ họ dè chừng tránh xa tôi và cả, cả vợ con tôi nữa cuộc sống bây giờ không chỉ có lo toan thường nhật, lo lắng về phiên tòa phúc thẩm sắp tới, mà còn có cả tuổi nhục ê chề. Hễ về nhà, vắt tay lên chán, cái quyết định kháng nghị ấy dường như vẫn hiện lên như con dao cứ treo lơ lửng trên trần nhà, sẵn sàng cắm thẳng vào tim tôi bất cứ lúc nào. Sắp tới, nếu bị xét xử phúc thẩm, không hiểu phiên tòa có diễn ra như trước đây không? Khi đã chìm trong giấc ngủ, cái quyết định quái ác kia vẫn cứ lợn vẩn đâu đó, sẵn sàng chọc thẳng vào tim mình những lúc nghĩ về nó tôi giật mình như sắp bị làm thịt đến nơi rồi nỗi lo sợ cứ rình rập suốt ngày suốt đêm khi tỉnh dậy nghĩ lại giấc mơ ấy con tim mình đập nhanh trong lo lắng thấp thỏm càng nghĩ càng xót xa ngồi chờ phiên tòa xét xử lại vụ án mà cảm thấy ngày tháng như kéo dài ra vô tận hết ngày dài rồi lại đến đêm thâu hết tháng rồi lại hết năm phiên tòa vẫn không được mở dường như ngày tháng chờ đợi phiên tòa phúc thẩm càng được kéo dài ra hơn thì phải. Càng chờ đợi càng thấp thỏm, thời gian càng kéo dài, kéo dài mãi mãi. Sau này trong nhiều đêm ngủ, tôi vẫn mơ thấy cảnh phiên tòa sơ thẩm đã xử trước đây mà không thiếu chi tiết nào. Tạ Đình Đề trở lại với chuyện chính mà tôi quan tâm. Từ khi nhận được quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tôi cứ chờ mãi chờ hoài mà không thấy tòa án đưa vụ án ra xét xử. Tôi đã phải tìm đến hỏi nhiều người, kể cả bà Phùng Lê Trân và các bạn bè có chức sắc. Nhưng tất cả đều lắc đầu, không biết lý do tại làm sao. Tôi cũng đã tìm hỏi một số luật sư và họ cho biết, trong thời gian từ 2 tháng đến 3 tháng kể từ ngày nhận được kháng nghị, tòa án nhân dân phải mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử lại bản án sơ thẩm. Thế nhưng đến nay đã gần 10 năm, cũng chưa thấy động tĩnh gì. Tất cả đều rơi vào im lặng. Nhiều bạn bè và cả người thân cho rằng, chắc mấy ông tòa án quên rồi. Họ khuyên tôi cố quên đi, những ký ức đau buồn ấy và phải vui lên vì hy vọng không xảy ra phiên tòa phục thẩm nữa. Nhưng tôi lại nghĩ, làm sao mình có thể quên được? Bởi vì chừng nào kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không được xét xử phục thẩm thì mọi chế độ chính sách đối với tôi coi như bằng không. Cả cuộc đời vào sống ra chết vì độc lập của nước nhà đến đây coi như tay trắng. Đó là chưa nói đến điều nguy hại hơn. Chừng nào phiên tòa phúc thẩm chưa được tiến hành thì chừng đó người đời vẫn coi mình như là kẻ tội đồ có người nhìn tôi và vợ con bằng đôi mắt ghẻ lạnh khinh miệt vì vậy gia đình tôi vẫn trong vòng xoáy lao lý nghiệt ngã mà chưa biết lúc nào mới thoát khỏi nỗi ám ảnh đó các con tôi sắp tới tuổi trưởng thành bản lý lịch cuộc đời chúng nó thế nào cũng được in đậm bố là bị cáo của vụ án ôi có gì đau đớn hơn nhục nhã hơn khi con mình phải cầm tờ lý lịch như thế để đi tìm việc như vậy trong vòng xoáy đó không chỉ có tôi mà cả gia đình vợ con họ hàng cũng bị cuốn vào nỗi khổ nhục từ khi được ra tù, cứ ngỡ sẽ là niềm hạnh phúc vô biên khi gia đình đoàn tụ, nhưng bản quyết định kháng nghị đó đã làm cho sự đoàn tụ trở thành tâm trạng thấp thỏm, lo âu phiền muộn đến tột cùng trong ngôi nhà này. Nhìn quyết định kháng nghị, tôi thầm nghĩ. Ôi cái bản kháng nghị kia, người có biết người đã gây cho ta biết bao nỗi đau đớn tuổi nhục không? Người thật là quá đáng với thân già này, đối với cả gia đình này rồi. Ông nhìn xa xăm, giọng đượm buồn. Kể từ khi có quyết định kháng nghị, tôi mất việc làm, trở thành người thất nghiệp. Bây giờ tất cả mấy miệng ăn trong gia đình này trông vào đồng lương ít ỏi của bà Thọ. Trong thời buổi khó khăn chung này, gia đình tôi trở thành khó khăn chồng chất. Không hiểu rồi đây, với mấy tàu há mồm này, bà Thọ sẽ xoay sở ra sao? Dạo này bà Thọ gầy và xanh sao? Có lẽ bà đã dành tất cả sức lực để chăm sóc cho chồng con. Mới ngày nào, bà là con gái nhà giàu cành vàng lá ngọc mà bây giờ phải khổ sở lận đận, chạy ăn từng bữa thế này. Đến bữa ăn, nhìn cảnh bà Thọ nhường cơm cho chồng con, còn mình chỉ rau mì cho qua bữa mà ứa nước mắt. Tôi xấu hổ vì mình như kẻ ăn bám, chẳng có cách nào giúp vợ con trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất này. Nhiều lúc tôi nghĩ, số phận mình cũng thật may mắn khi gặp được bà Thọ. Trong những giờ phút khó khăn nhất, cực khổ nhất, bà Thọ, người vợ hiền, người mẹ giàu lòng thương cảm là chỗ dựa cho mình để vượt lên những nỗi đau tột cùng về thể xác lẫn tinh thần biết được băn khoăn của tôi bà thọ thở dài khuyên tôi cứ ở nhà trông coi nhà cửa xếp hàng mua thực phẩm rồi cơm nước cho mẹ con nghe bà thọ phân công tôi gật đầu suy nghĩ công việc xếp hàng bếp núc nói thì đơn giản như chở bàn tay là vậy nhưng đây là loại công việc mà lâu nay tôi cũng chưa bao giờ làm nhưng có việc còn hơn không được đi làm dạo này ở hà nội hàng hóa khan hiếm vô cùng bất cứ người dân thủ đô nào muốn mua hàng hóa phải có tem phiếu nhưng có tem phiếu cũng chưa dễ mua được thứ mình cần sáng nào tôi cũng đạp xe đến các cửa hàng mậu dịch để xếp hàng mua lương thực thực phẩm các cửa hàng thực phẩm mậu dịch xung quanh hoàn kiếm hầu như tôi đều quen quen người bán hàng quen người xếp hàng và quen cả giờ giấc bán hàng nữa trong hành trình đi xếp hàng mua lương thực thực phẩm lúc đó tôi may mắn được gặp mấy người bạn đồng niên họ cũng làm bổn phận như tôi là suốt ngày đi xếp hàng mua thực phẩm. Thế rồi chúng tôi trở nên thân quen chuyện trò cho khuây khỏa đỡ buồn. Nghe ông đề kể về thời kỳ bao cấp ở Hà Nội, tôi miên man nghĩ về quá khứ. Thời đó cán bộ công nhân viên chức, những loại nhu yếu phẩm như gạo, thịt, cá đều phải mua bằng sổ và tem phiếu theo định mức. Tôi còn nhớ, thời kỳ ấy thịt, chủ yếu là thịt lợn, thì tiêu chuẩn hàng tháng, người lớn là nửa cân, trẻ em là ba lạng, vải mặc mỗi người 4 mét một năm. Ngoài ra dầu hỏa nước mắm, mì chính, đậu phụ, xà phòng cũng đều phải mua bằng tem phiếu tất. Trong số hàng hóa phân phối thì gạo là quan trọng bậc nhất. Gia đình nào mà mất sổ gạo thì ôi thôi, không có gì gai go bằng. Người ta hay nói mặt buồn như mất sổ gạo là vì lẽ đó. Cán bộ công nhân viên, mỗi người được 13kg gạo một tháng. Trẻ em thì mỗi người 6 cân một tháng. Mỗi gia đình được cấp một sổ gạo trong mỗi năm, ghi rõ khẩu phần của tất cả thành viên trong nhà. Ông Đề kể. Thời bao cấp ấy, cực nhất là người đi mua hàng, người thì đông mà các cửa hàng mậu dịch lại ít. Bởi vậy trước các cửa hàng lúc nào cũng có người đứng nối đuôi nhau rồng rắn kéo dài rằng rặc. Có những nhà hết gạo hoặc là có dỗ chạp muốn mua được sớm phải đến đứng xếp hàng từ 3 4 giờ sáng, thậm chí nửa đêm. Có hôm tôi ra cửa hàng mậu dịch chợ hàng ra khi trời còn tối thui mà đã thấy rất nhiều người đến xếp hàng đứng ngồi vật vờ như những bóng ma. Nhiều hôm đứng xếp rất lâu nhưng không mua nổi hàng hóa. Chờ mãi mới đến lượt mình thì cô nhân viên mậu dịch rõng rạc tuyên bố hết hàng rồi đóng sập cửa xuống. Tất cả những người còn lại đành lúi thúi quay lưng ra về trong sự mệt mỏi dã rời. Thế nhưng ngày mai cũng lại phải ra xếp hàng vì nếu không thì lấy cái gì để ăn uống, sinh hoạt, nhất là các con đang tuổi ăn tuổi ngủ. Có hôm nghe tin chợ hàng ra, có thực phẩm mới về. Thế là nửa đêm, tôi đã lọ mọ thức dậy, ra xếp hàng để sáng mai mua sớm rồi còn về quê có dỗ. Khi tôi ra đến cửa hàng mậu dịch, trời vẫn còn tối đen như mực. Thế mà đã có nhiều người xếp hàng rồi đấy. Thậm chí, họ còn dùng những viên gạch viên đá để xí chỗ của mình. Nhìn thấy viên gạch xếp hàng, mấy buồn cười làm sao. Khi cửa hàng mậu dịch mở cửa, chưa kịp cười, đã phải bực bội khi chứng kiến kiểu bán hàng của cô mậu dịch viên. Hai tay cô ta chống nạnh, mắt nhìn mọi người xếp hàng, với bộ mặt không lấy gì vui vẻ. Cô ta tỉnh bơ tuyên bố. Cửa này là cửa ưu tiên Ai không ưu tiên xếp hàng sang bên trái Thế là hàng người đang xếp hàng Nháo nhào chạy sang bên trái Để lại mấy viên gạch tội nghiệp nằm trống chơ đơn độc Tôi cũng nhảy rất nhanh sang hàng bên trái Nhưng bị đun đẩy chen lấn Tụt xuống dưới mấy vị trí Té ra dù từng là lính biệt động thành Nhưng mình không thể nhanh như các bà các chị Có thâm niên xếp hàng chuyên nghiệp Khoảng 9 giờ sáng Thì tôi mới mua được thịt Vội vã đạp xe về nhà nấu cơm Cho con ăn đi học rồi về quê dự đám rỗ. Tính ra mua được ba lạng thịt, phải mất 9 tiếng đồng hồ mới mua nổi. Đối với mọi người, hồi bao cấp là khoảng thời gian vất vả, cung cực nhất kể từ sau khi đất nước thống nhất. Tôi cũng không hiểu tại sao thời gian đó hàng hóa lại khan hiếm đến như vậy. Người dân không dám nghĩ đến những vật dụng to tát như tivi, tủ lạnh, mà chỉ quan tâm tới các nhu cầu tối thiểu của con người, thậm chí cả những thứ nhỏ nhất như cái kim sợi chỉ. Còn nhiều chuyện buồn cười ra nước mắt. Tôi nghe kể lại, có thầy giáo cầm rất nhiều dâu nên tốn giao cạo lắm. Một hôm nghe tin cửa hàng mậu dịch có bán giao cạo, thầy giáo dậy sớm ra xếp hàng. Nhưng khi ra đến nơi, đã thấy có rất nhiều người đứng xếp hàng nhưng toàn là nữ. Thầy bèn hỏi, các chị xếp hàng mua gì đấy? Một chị nhận ra thầy giáo nên nhanh nhẩu trả lời. Chúng em xếp hàng mua giao cạo dâu đấy thầy ạ. À. Nghe vậy thầy giáo cho mày nghĩ thầm trong bụng. Sao đi xếp hàng mua dao cạo dâu mà toàn phụ nữ thế này? Hay là họ mua để bán cho con phe? Hỏi kỹ ra thầy giáo mới hiểu. Hiện nay cửa hàng mậu dịch nào có dao cạo dâu mới về nhưng chỉ bán cho mỗi người một lưỡi. Vì vậy chị em mới phải xếp hàng mua về cho chồng. Thầy giáo tiếp tục xếp hàng, chờ đến lượt mình. Khi đến lượt, thầy đề nghị cô mậu dịch viên thông cảm bán cho mình một hộp. Cô mậu dịch viên lên giọng gắt gỏng. Lấy đâu ra? Đã nói rồi nha. Mỗi người chỉ được một lưỡi thôi nha. Ông không có tay à? Thầy giáo vẫn nhẫn nại, đưa tay sờ hàm dâu rậm rạp của mình thuyết phục. Thưa chị, mặt tôi nhiều dâu lắm, chị làm ơn bán cho một hộp đi. Cô mậu dịch viên bực mình. Cái ông này, thế mà cũng không hiểu. Mỗi người dù nam hay nữ, cũng chỉ được mua một lưỡi, và chỉ một lưỡi mà thôi, nghe chưa? Thầy giáo tần ngần nhìn cô mậu dịch viên lắc đầu, sờ cằm đầy dâu. Nghe ông đề kể tôi chợt nghĩ Hà Nội hồi ấy Có ba nơi bán hàng rất được người dân chú ý Cửa hàng mậu dịch ở phố Tôn Đản Chuyên bán lương thực thực phẩm Cho những ai có phiếu hạng A hoặc B Cán bộ cấp cao mới được mua tại đây Còn cửa hàng mậu dịch tại phố nhà thờ Thì chỉ bán cho người nào có phiếu C Đây là tiêu chuẩn của cán bộ cấp cục vụ trở lên Còn chợ Bắc Qua Chuyên bán buôn các loại hàng hóa Những cán bộ phiếu E Và nhân dân thì xếp hàng Tại các cửa hàng mậu dịch khác hoặc là tại vỉa hè đều có bán. Ông kể tiếp, chính trong thời gian chờ đợi phiên tòa phục thẩm ấy, tôi và rất nhiều bạn bè đồng niên tâm đầu ý hợp, lấy quán cốc Vỉa hè làm nơi hội ngộ, lấy ca giao tục ngữ làm công cụ giao lưu giải trí. Phần lớn bạn bè chúng tôi là những người thất nghiệp. Trong đó, tôi được bạn bè gọi là người có nhiều thiệt thòi nhất. Tại nơi đây, biết bao chuyện phiếm tiếu lâm, ca giao hòa vẻ lại có dịp thăng hoa chúng tôi ngồi hút thuốc lào, uống nước chả xanh, rồi ngân nga những câu ca giao hò vè thời bao cấp, kể cho nhau nghe những chuyện tiếu lâm thời hiện đại, làm vợi đi những vất vả nhọc nhằn của thời cực khổ bao cấp. Khi nói chuyện về nạn bằng cấp, một giọng khàn khàn vịt được đọc. Bây giờ chân giò quý hơn chân lý, thực phẩm hơn nhân phẩm, bằng gì cũng không bằng lòng. Khi đảm đạo về chính sách giá lương tiền, một người khác tiếp lời. Bù giá vào lương hay bù ra vào xương hay bù giá vào lưng. Thế rồi, một trận cười giòn tan làm khuấy động cả quán cóc vỉa hè vốn lâu nay vẫn đang chầm lắng. Nghe ông đề kể đến đây, tôi thầm nghĩ. Ông đề đừng quên rằng, lúc này mình vẫn là người can án, người khác nói vậy không sao, nhưng ông nói mà không giữ mồm giữ miệng thì có chuyện đấy. Ông đề kể, cuối tháng 6 năm 85, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh thăm gia đình thằng con trai trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam hôm đó không hiểu sao mỗi khi vào nhà vệ sinh hay đến toa dịch vụ mua thức ăn là có một người đeo kính đen dáng khoảng 40 tuổi cứ cặp kè hoài. Với nghề tình báo, tôi đoán được là khả năng mình đang có người theo dõi. Tôi tặc lưỡi, mình có làm gì đâu mà theo với dõi, mặc họ. Ở thành phố Hồ Chí Minh, độ vài tuần thăm bạn bè cùng thời với nhau. Nhưng cũng thật lạ, thi thoảng tôi vẫn gặp người thanh niên đeo kính đen đó, đeo bám mình. Tôi có trao đổi với bạn bè về sự việc này. Có người khuyên rằng cũng nên cẩn thận. Khi trở ra Hà Nội, nghe bà Thọ nói rằng có người bảo là tôi đang bị theo dõi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra là thời gian qua mình bị theo dõi thật. Tôi chỉ biết giải thích cho nhà tôi rằng những lúc đi mua hàng, khi chờ đợi, mấy ông bạn đồng niên hay rủ nhau uống nước trà xanh hút thuốc lào. Chúng tôi đọc cho nhau nghe những câu ca giao hòa về về nhân tình thế thái của cái thời bao cấp. Nhà tôi khuyên đi đâu làm gì cũng phải nên cẩn thận. Trong lúc này, không nên la cà rồi tán gẫu lung tung, kéo nhỡ mồm nhỡ miệng thì gai đấy. Lúc này tôi hay suy nghĩ miên man, không hiểu có phải vì phiên tòa tuyên án mình vô tội nên quay đó ghét mình nên muốn đẩy mình vào tù lần nữa. Có người bạn thân hiểu được sự việc có phỏng đoán. Thời chống Pháp ở khu 3, anh hay can thiệp vào cơ quan giữ trật tự, không khéo sinh sự thì sự sinh đấy. Tôi nghĩ chẳng lẽ lại vậy ư? Đúng hồi đó, tôi có chấn chỉnh và ngăn chặn vài ba nhân viên giữ trật tự có hành vi ức hiếp dân và buôn lậu có người bảo trong số đó có người bây giờ đã làm to nên ghét tôi tôi không tin sự việc lại vậy không nhã dưới chế độ mới ai lại đem cái thù cá nhân của ngày xưa vào việc công của ngày nay chứ thả trước đây bản án tuyên hai a năm án treo thì bây giờ mình đã được xóa án mình là người vô tội bỗng dưng biến thành kẻ có tội và không biết đến bao giờ mới có phiên tòa phúc thẩm có lẽ đây là trường hợp độc nhất vô nhị mà từ trước đến nay chưa hề có bà thọ và các con tôi dạo này cũng rất hoang mang lo lắng nhiều hôm bà thọ hỏi tôi lúc nào phiên tòa phúc thẩm được mở liệu xét xử lần này có làm sao không đây cũng là câu hỏi mà lâu nay tôi cũng đặt ra đối với nhiều người nhưng họ đều lắc đầu có hôm bà thọ đi làm về nhìn tôi lắc đầu ái ngại và nhắc lại câu nói mà bà đã nói cách đây đúng mấy hôm từ cơ quan đến bà con khối phố đều đồn đại là ông đang bị người ta theo dõi Thôi từ nay trở đi, tôi khuyên ông nên giữ mồm giữ miệng nhé. Ông đã gần 70 rồi, dạo này trông ông yếu lắm, ăn không được, ngủ cũng không ngon. Lần này mà ông bị bắt nữa, chắc không sống nổi đâu. Bà Thọ vừa nói, vừa nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Trông bà ấy thật tội nghiệp, vì chồng mà bà phải gánh vác bao nhiêu hệ lụy chân chuyên, chuyên. Tôi gật đầu, nhưng trong bụng lại thầm nghĩ, chẳng sợ gì cả, mình có làm gì sai đâu mà sợ. Mấy hôm sau đó thẳng tiến con trai thứ nhà tôi đang làm công nhân đường sắt tại ga hàng cỏ thì bị bắt về hành vi lấy xăng ô tô hôm đó thằng tiến đi qua chiếc ô tô chú lái xe kêu thằng tiến lại nói nhỏ chú mày có cần xăng không thằng tiến nhà tôi vốn là người thật thẻ như đếm lại chơi thân với chú lái xe này nghe vậy tiến đồng ý ngay và lấy cái can nhỏ để lái xe mở nắp xăng cho ống nhựa vào hút xăng ra can nhỏ tiến đang bắt đầu hút xăng thì bị bắt quả tang sau đó tôi được bạn bè cho biết Thằng Tiến cũng bị người ta lừa cho vào chồng để khép tội đặc biệt nghiêm trọng là phá hoại. Nhưng nhờ sự can thiệp của các đồng chí lãnh đạo, Tiến chỉ bị kỷ luật hành chính. Tôi cũng thật bất ngờ. Sau đó không lâu, tôi được nhà chức trách gọi lên yêu cầu trình bày việc thu thập các câu ca dao đó như thế nào và đã đọc cho ai nghe. Tôi thật thà trình bày rằng các câu ca dao hò vẻ đó ai mà không thuộc. Khi rỗi rãi, mấy người bạn già ngồi hút thuốc lào đọc cho nhau nghe chơi thôi. Từ những sự việc này, tôi thấy cảnh báo của nhà tôi là chính xác đúng là không chỉ mình tôi mà cả nhà mình đang bị theo dõi thật rồi mấy ngày sau đó tôi tự giam mình trong nhà không hề bước ra khỏi cửa sau sự việc này có người bạn thân ngày xưa cũng là cánh tình báo với nhau đến chơi và phỏng đoán rằng có thể vụ án trước đây bị tòa án tuyên tha bổng nay họ quyết tìm cớ bắt ông bằng được rất có thể từ vụ thằng tiến họ sẽ làm cái cớ để quy trách nhiệm đến ông tôi thì không tin điều đó vì mình là người có tội tình chi mà lại bị trả thù hèn hạ như vậy được. Tuy nhiên từ các sự việc này, với bệnh nghề nghiệp, tôi linh cảm thấy sự an toàn của mình và gia đình đang ngày càng nguy hiểm. Sau đó vài hôm, cả nhà tôi thật bàng hoàng khi chứng kiến việc tôi bị bắt lần thứ hai. Sáng ngày 16 tháng 9 năm 85, cơ quan điều tra an ninh có mặt tại nhà tôi ở số 8 hàng ngang Hà Nội để thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp. Mọi người trong gia đình đứng im để nghe cán bộ đọc lệnh bắt và khám xét vì tôi có hành vi phạm tội tuyên truyền chống chế độ. Nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao của vợ và các con tôi. Tôi cảm nhận bà thọ đứng cạnh, chân tay đang run bần bật vì lo sợ. Khuôn mặt bà tái xanh, nước mắt lưng tròng mà không dám khóc thành tiếng. Mấy đứa con đứng nép mình sau mẹ cũng run như cầy sấy. Tôi là người từng trải, nhưng trước sự việc đó cũng thấy lo sợ và tủi nhục. Tôi cứ nghĩ mình đã 70 tuổi rồi mà sao họ vẫn tìm cách để khép tội để ra tay bắt giam trong lúc sự việc chẳng có gì nghiêm trọng cả. Hay là họ coi sự sống của mình như cái gai trong mắt họ. Rất có thể lần bắt này mình sẽ phải chết luôn trong trại. Cán bộ điều tra vừa đọc lệnh xong mắt tôi tối sầm lại. Vợ tôi nước mắt chảy xối xả hốt hoảng. Tôi thì rất bình tĩnh vì từ đợt khám xét trước đến nay trong nhà chẳng có tài liệu gì. Tôi đưa các cán bộ điều tra đi khám xét từng phòng. Khám xét tầng 1 xong thì lên tầng 2 Tất cả mọi ngóc ngách đều bị lục soát xem xét, kể cả giường tủ, vali, phòng ngủ của tôi ở tầng 2 và các vali hòm xiển của vợ chồng tôi đều được khám xét rất kỹ. Quá trình khám xét, tôi có cảm nhận lần khám xét này cán bộ chỉ tập trung tìm xem gia đình tôi có lưu giữ tài liệu phản động nào không. Gần trưa, cuộc khám xét mới kết thúc. Cuối cùng, họ cũng chỉ thu giữ được một số thứ như tài liệu nghiên cứu, tranh ảnh và một số giấy tờ lặt vặt của tôi và gia đình. Kết thúc cuộc khám xét, tôi nhìn mọi người lần cuối để vào trại giam. Bà thọ và các con khóc rưng rức, nhìn người nào cũng đầm đìa nước mắt, con tim tôi quặn đau. Chỉ đến khi cánh cửa xe đóng sầm, tiếng khóc mới nhỏ dần và mất hút. Trên đường vào trại giam, tôi đưa mắt nhìn qua phố phường Hà Nội vào thu lần cuối. Lá vàng trải đều trên các con phố, nhìn những cánh vàng rơi, tôi chợt nghĩ, chỉ gần 2 tháng nữa là đến sinh nhật tròn 70 tuổi 70 này cũng tựa như những chiếc lá vàng kia. Ngồi trên xe vào trại giam, tôi xót xa ngẫm nghĩ cuộc đời. Qua bao tháng ngày không quản ngại hy sinh gian khổ, theo bác Hồ đi làm cách mạng, đánh đuổi đế quốc giải phóng dân tộc. Hòa bình lập lại trên con đường xây dựng xã hội mới, với hy vọng sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nên mình không tiếc công tiếc sức cùng anh em công nhân quyết tâm xây dựng sử dụng cụ cao su đường sắt ngày càng phát triển. Được anh em thợ thuyền ủng hộ, đơn vị đã thực hiện một số chủ trương biện pháp nhằm kích thích sản xuất, có những cải tiến trong quản lý và sản xuất nên bước đầu đơn vị đã lập được những kỳ tích mà trước đó chưa bao giờ làm được. Năng suất lao động và chất lượng sản phẩm của đơn vị ngày càng cao, đời sống anh em công nhân từng bước được cải thiện. Từ một đơn vị sản xuất trì trệ lạc hậu, sử dụng cụ cao su đường sắt đã có của ăn của để. Mình cứ tưởng làm như thế là vì cuộc sống anh em công nhân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ai ngờ việc làm đó đã phải trả cái giá quá đắt. Bị bắt giam gần 2 năm. Nhưng phiên tòa xét xử mình và đồng nghiệp trở thành biểu tượng sáng ngời về bảo vệ chân lý và lẽ phải. Lẽ ra bản án tuyên mình vô tội sẽ được thi hành ngay nếu không có quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân. Hơn 10 năm ngồi chờ phiên tòa trong nỗi ngóng trông, lo lắng và bị đối xử kẻ lạnh. Rốt cuộc phiên tòa phúc thẩm không được mở như quy định của pháp luật. Cuối cuộc đời, số phận đưa đẩy tôi sang rẽ sang lối mới. Tôi lại bị bắt lần thứ hai với tội danh chống lại nền an ninh quốc gia, cái mà lâu nay tôi vẫn hàng tôn thờ và quyết tâm bảo vệ như Đảng và Bác Hồ đã dạy. Không ai học hết được chữ ngờ, tôi lại bị vướng vào vòng lao lý oan nghiệt. Tôi cũng chưa thể hình dung nổi phía trước cuộc đời mình sẽ như thế nào, trông gai bão táp nào đang đoán đợi. Dòng suy tưởng cuộc đời cùng theo xe vun vút trên đường vào cổng trại giam. Thế là chưa hết nạn nọ lại dồn hạn kia Số phận thật là chớ trêu Nhưng tôi cũng tự trách mình Không biết thân biết phận Lại đi chuyện trò tào lao Hay đọc ca giao hò vè với mấy ông bạn già Đành rằng ngồi xếp hàng dỗi việc Thì đọc để cười cho vui vẻ Đâu có ý tuyên truyền phản cách mạng gì cơ chứ Gần hết đời theo cách mạng Tuyệt đối không bao giờ mình lại chống cách mạng Nhưng người ta ghét mình Người ta có quyền buộc tội mình Rõ ràng một lần nữa Mình lại làm khổ vợ khổ con chương 10 Ngồi tù ngẫm ngợi cho khuây Tại đình đề trầm ngâm kể Nếu như lần bị bắt giam trước Cán bộ điều tra chỉ tập trung hỏi về những hành vi cố ý làm trái tham ô hối lộ Thì lần bắt giam này Họ chủ yếu hỏi về mục đích tuyên truyền các câu ca dao châm chọc cuộc sống thời bao cấp Và việc đọc tài liệu có nội dung xấu là nhằm mục đích gì Rồi hỏi tôi về lịch sử của bản thân gia đình Quá trình hoạt động tình báo tại các địa bàn trong và ngoài nước sau mỗi lần trả lời các câu hỏi do cán bộ đặt ra, tôi ngả lưng hồi tưởng tiếp về những năm tháng đi theo cách mạng. Giọng ông trầm ấm, nằm trong trại giam, nỗi nhớ quê hương ra diết. Xã Tam Hưng quê tôi, nằm ở phía bắc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, và được chia thành 8 thôn. Xét trong tiến trình phát triển của lịch sử, Tam Hưng là địa bàn trọng yếu của những cuộc đấu tranh chống quân xâm lược. Đi đâu và làm gì, tôi cũng rất tự hào với truyền thống quê hương tôi. Nguyện làm hết sức mình xứng danh là con cháu của quê hương yêu dấu. Sau này, Tôi đã tìm đọc cuốn lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã Tam Hưng cũng đã khẳng định điều ông kể. Ông tiếp tục mạch hồi ức của mình. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của bố mẹ tôi. Bố tôi là Tạ Đình Ki người thông minh sáng dạ, nhưng sau kỳ thi hương, thi hội và thi đình, ông quyết định ở nhà mở lớp dạy chữ cho con cháu trong thôn xóm. Mẹ tôi là bà Lê Thị Duyên. Ông bà sinh được bốn trai và hai gái. Chị tôi là Tạ Thị Ào, mẹ Việt Nam anh hùng, có ba người con hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Nghĩ về gia đình, tôi lại càng nhớ và tự hào về dòng họ tạ của mình. Họ tạ không chỉ có nhiều người thành danh về tri thức khoa học, mà còn có rất nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo của đảng và nhà nước, như cụ tạ Uyên, bí thư xứ ủy, lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ, tạ Quang Biểu, bộ trưởng bộ đại học, tạ Quốc Luật, người đầu tiên vào bắt sống đờ cát trên điện biên phủ, tạ Thị Kiều, tạ Quang Hỷ, tạ Thái An, tức là Hoàng Minh Thảo thượng tướng giáo sư nhà giáo nhân dân tạ ngọc phách tức là trung tướng trần độ tạ xuân tu trung tướng hải quân và rất nhiều những tấm gương anh hùng khác chính truyền thống và những tấm gương cao đẹp ấy đã thôi thúc tôi học tập và làm theo những bậc hiền tài của dòng họ quê tôi đồng chiêm trũng cái nghèo cứ đeo bám suốt năm tháng ấy thế mà gia đình đã dành mọi ưu tiên để cho tôi theo học tại văn điển hà nội nhờ được học hành tử tế tôi có điều kiện tiếp xúc với các tác phẩm văn học và những tư tưởng tiến bộ của các nhà cách mạng rồi đọc văn thơ yêu nước đọc truyện của nhóm tự lực văn đoàn các phong trào yêu nước do các sĩ phu phan chu trinh phan bội châu lãnh đạo từ đây tôi mới hiểu thấu tình cảnh đời nô lệ yêu thương người nghèo khổ thích những gì là cao đẹp quý trọng những việc làm lợi cho dân cho nước không chỉ thanh oai có nhiều người nghèo khổ mà ngay ở hà nội cũng không hiếm những người đói rách lầm than khi nghe tin công ty hỏa sa vân nam tuyển công nhân thì tôi xin bố mẹ đi luôn mùa xuân năm 1935 tôi và anh Thái lên hà nội theo tàu hỏa sang vân nam sau khi làm thủ tục với công ty hỏa sa vân nam công ty của pháp họ thấy tôi biết tiếng việt một ít tiếng pháp anh và trung quốc nên được giao làm công việc guli đỡ cực nhọc hơn phu phen một tí anh Thái không được học hành như tôi nên bị xếp làm công việc rất cực nhọc chúng tôi bản nhau để anh Thái về quê giúp gia đình, còn tôi ở lại Vân Nam làm cho Pháp. Đến bây giờ tôi không thể quên được. Lúc đó mình chỉ là người làm thuê mà cả gan dùng cán xẻng xúc than nện cho tên đốc công người Pháp một trận như đòn. Có người cho rằng do tôi có tính tình nóng nảy, nhưng có lẽ cũng do tụi chủ Pháp quá khinh rẻ và hay ăn hiếp người dân lao động làm thuê. Đây là kỷ niệm đậm nét về thái độ coi thường thợ thuyền làm thuê của giới chủ bóc lột mà sau này khi trở thành lãnh đạo, tôi luôn luôn đặt vị trí trung tâm của đơn vị là phải chăm lo cuộc sống vật chất cũng như tinh thần cho người thợ như thế nào. Bị thải hồi, đang lúc bơ vơ, tôi được gặp người của tổ chức cách mạng, hội ái hữu cứu quốc, sau đổi tên là Việt Nam Giải phóng cứu quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tôi được tổ chức cho biết tình hình chính trị ở Vân Nam dưới sự thông lĩnh của tên phản động Long Vân rất phức tạp. Cũng lúc này, chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Vân Nam ra đời là chi bộ Vân Quý, đã được đông đảo công nhân và Việt Kiều yêu nước ủng hộ. Khi tiếp xúc với tổ chức, tôi đã được giáo dục về lý tưởng phấn đấu và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trước họa xâm lăng của thực dân Pháp và bọn vua quan bán nước phong kiến. Nghĩ lại thời gian hoạt động ở Vân Nam, tôi không bao giờ quên ơn bà con Việt Kiều ở đây đã che chở cho chúng tôi trong những thời khắc vô cùng khó khăn ấy. Bà Tống Minh Phương, một người gốc Hà Nội sang Vân Nam lập nghiệp, đã hết lòng che chở bao bọc chúng tôi. Khi cách mạng tháng 8 thành công, trong tuần lễ vàng, bà Tống Minh Phương đã bán tài sản của mình ở Vân Nam để ủng hộ chính phủ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 200 lạng vàng. Đây là một nghĩa cử rất đẹp đối với cách mạng của bà Tống Minh Phương. Thời gian ở Vân Nam có một kỷ niệm cứ theo tôi suốt cả cuộc đời. Trong thời gian khó khăn này, Bác Hồ có tên là Lý Thụy cũng có mặt tại đây để lãnh đạo phong trào cách mạng. Những thanh niên nhiệt huyết như chúng tôi được phân công bảo vệ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo khác bọn mật thám đánh hơi được nhà cách mạng lý thụy có mặt tại vân nam nên chúng đã xây dựng các phương án đối phó lúc đó chúng tôi rất khoái và buồn cười khi nghe bọn mật thám pháp và bọn việt gian lo sợ các chiến sĩ cách mạng rồi truyền tụng với nhau rằng các chiến sĩ bảo vệ lý thụy có tài xuất quỷ nhập thần có tài bắn súng cả ngày lẫn đêm bắn đâu chúng đấy nên bọn chúng rất sợ hãi không thể nào tiếp cận được mục tiêu sau đó tôi bị chúng theo dõi chặt chẽ tuy đã cảnh giác nhưng cuối cùng Tôi đã bị bọn chúng bắt trong một lần chuyển mệnh lệnh khẩn cấp. Sau nhiều ngày tra tấn dụ dỗ, đòi tôi khai ra nơi ở của Lý Thụy và các đồng chí lãnh đạo, nhưng chúng không khai thác được gì. Bọn mật thám đã dùng những cực hình tra tấn rất dã man mà không có kết quả, nên chúng quyết định thủ tiêu tôi. Rất may mắn, tôi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí trong tổ chức của ta. Để hiểu rõ hơn chuyện này, tôi đã tìm đọc cuốn sách Mọi Linh Hồn Cần Được Đưa Tiễn của nhà văn Xuân Ba kể về tại đình đề do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành xin trích đăng một số đoạn cũng tại chí thôn bác hồ lúc đó là Lý Thụy đang hoạt động ở Trung Quốc đã sống tại đây một thời gian tại đình đề và một số anh em công nhân Trung Kiên được tổ chức phân công việc canh gác bảo vệ bác bảo vệ các cuộc họp bí mật của tổ chức mãi về sau này mỗi khi có người nhắc đến cái huyền thoại ông được cử đi theo bảo vệ lãnh tụ ông cười Lúc đó tất cả công nhân Việt kiều yêu nước ở Chí thôn Vân Nam đều tham gia bảo vệ cha chiều cho bác, chứ riêng gì tôi đâu. Một hôm, tại đình đề có nhiệm vụ liên lạc, truyền chỉ thị bằng miệng cho đồng chí Toàn là người của ta làm tài xế ở ga Côn Minh. Vừa lò dò đến gần nhà anh Toàn thì tại đình đề trột dạ khi phát hiện thấy có người theo dõi mình. Anh nhận ra top người đang bám theo sau có cả tên Lơ Cóc là tên đốc công xưởng khét tiếng gian ác khi anh đang làm ở sở hỏa xa mà có lần anh đã dùng xẻng nện choán một trận nhưng lơ cóc đi đâu mà lại có cả cảnh binh thế này nhỉ anh vờ như không nhận ra nó và cắm cúi bước a à, chào anh bạn thân mến ta lại gặp nhau nhỉ hắn nháy mắt với anh rồi rõng rạc nói với hai tên hiến binh cái thằng này đấy tạ đình đề lập tức nhận ra tình huống của mình không thoát rồi anh đành để bọn chúng còng tay mình không mang tài liệu gì trong người lại có thể căn cước do chính quyền tưởng cấp chắc lơ cóc thù mình nên dở trò vặt ra đấy thôi. Nếu chúng dẫn đến cảnh sát tưởng thì là điều may, nhưng hai tên cảnh binh không dẫn anh về đồn cảnh sát mà dẫn đến chỗ tên Pa Pachot bề ngoài là cơ sở ngoại giao của lãnh sự Pháp ở Côn Minh, nhưng anh em ta đều biết hắn là mật tham Pháp chính hiệu. Tạ Đình Đề biết là có sự chẳng lành, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh biết đã vào đây, mặc dù không có tài liệu gì trong người, nhưng nội chúng truy cái tội tham gia đình công với anh em công nhân trí thôn và cầm đầu việc đánh tên đốc công Lơ Cóc thì cũng dày giả dạ lắm. Quả như anh dự đoán, buổi lấy cung đầu tiên, tên Long, một tên chỉ điểm người Việt làm cho bọn lãnh sự Pháp ở Côn Minh vặn anh rằng Tham gia đình công có phải là do Cộng sản xúi dục không? Bây giờ mày làm ở hãng ô tô, nằm trong tổ chức gì? Ai phụ trách? Lý Thụy hiện ở đâu? Rồi hắn dọa. Mật thám Pháp đã nắm hồ sơ đầy đủ hãy thú thật hết đi. Là người Việt Nam với nhau, hắn sẽ lo vụ này, đừng có sợ. Ngày hôm sau, cuộc hỏi cung lại tiếp diễn. Chúng vẫn tập trung hỏi về nơi ở của Lý Thụy. Biết không moi được ở anh cái gì thêm, chúng đã xô vào đánh. Sau một trận rùi cui và ngâm nước vôi, xà phòng khiến anh chết ngất. Chúng vứt anh vào xà lim. Tỉnh dậy tại đình đề sờ nắn khắp người, tuy đau ê ẩm, nhưng anh thấy yên tâm là chưa bị gãy cái xương nào bèn đái ra lòng bàn tay xoa bóp khắp người cho đỡ đau xung quanh anh nồng nặc mùi nước mắm mùi phân người anh nghĩ cách phải làm sao liên lạc được với bên ngoài mấy hôm sau bài bản như hôm trước nhưng càng về sau chúng đánh càng đau hơn dìm trong nước xà phòng cũng lâu hơn anh lại chết ngất lần nữa một hôm chúng gọi anh lên bảo là đi tắm anh lờ mờ nghĩ có lẽ chúng đưa mình đi thủ tiêu vì ngó nét mặt đứa nào dẫn anh đi cũng có vẻ ác hiểm thế nào ấy. Khi đã đến cái lạch nước nhỏ, lau sẽ um tùm đằng sau ga côn minh. Anh được chúng cởi xích chân. Một ý nghĩ lóe lên, phải thoát. Thế là lựa lúc chúng sơ ý, anh nhào người xuống lạch, mặc dầu tay còn bị khóa và vùng chạy thật nhanh. Có lẽ do quá đột ngột và địa hình ở đó có nhiều vật cản, nên mãi 7-8 phút sau, chúng mới gào la và bắn đi đẹp mấy phát. Anh đã chạy được một quãng khá xa, và lao thẳng vào bốt cảnh sát của bọn tưởng ở đầu cầu Anh vội nói với chúng Anh là người Trung Quốc Bọn Pháp nghi ăn cắp nên bị bắt Ngay chiều hôm đó Đồng chí Dương Bảo Sơn Là học viên quân sự của tưởng Vốn là người ta gửi đi học Biết được chuyện đó Đã ăn mặc quân phục Đi xe đến gặp tên đồn trưởng Đòi thả tại đình đề ra Sau một tuần Tại đình đề được thả Do sự bảo lãnh của anh Dương Bảo Sơn Và đồng chí Dương Minh Phương Lúc đó đang làm việc ở Biện xứ xứ Một tổ chức của ta ở Quân Minh Trở lại với câu chuyện của tạ đình đề Rất nhiều lúc tôi thấy đôi mắt xa xăm của ông Như đang lục nhớ điều gì trong ký ức Chuyện tiếp tục Trong quá trình bị bắt giam Cán bộ điều tra yêu cầu tôi khai báo Về quá trình học tình báo Rồi nhảy dù xuống Huế Để thu thập tình báo về quân đội phát xít Nhật Sau khi khai báo xong Về phòng ngã lưng cho đỡ mệt Những ký ức về một thời hào hùng Cứ như dòng chảy tuôn trào Khi sang Vân Nam tôi cứ nghĩ Với khả năng của mình cũng chỉ mơ được làm nghề lái tàu hỏa là may mắn lắm rồi. Một hôm vào đầu năm 41, lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ đồng chí Lý Thụy và các đồng chí lãnh đạo thì tôi không ngờ được người của tổ chức gọi lên gặp gỡ, giao nhiệm vụ đi học quân sự. Lúc đầu tôi cũng thấy ngại, nhưng sau đó được đồng chí Lý Thụy thọ, người của tổ chức giải thích rằng hiện nay sự trỗi dậy của phát xít, nhất là phát xít Nhật hết sức nguy hiểm. Tổ chức đã nghiên cứu kỹ và thấy đồng chí có khả năng nên cứ đi học trường tình báo chúng ta đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Nghe giải thích vậy, tôi rất phấn khởi. Vì dự khóa học này, ngoài tôi ra còn có các đồng chí Lý Thụy Thọ là trưởng đoàn, Lê Gia Lộc tức là Tuấn Sinh, Trần Đức Xuân, Vũ Đình Đức, Lê Đức Thông. Lúc này, tôi được tổ chức đặt cho bí danh là Lâm Giang. Từ đó ngoài tên tại đình đề, tôi còn mang tên Lâm Giang. Có thể nói dù khóa học này chỉ có 2 năm, nhưng chúng tôi được nhà trường trang bị đầy đủ các kiến thức về kỹ thuật chiến thuật tình báo. Nghe giới thiệu chương trình học thấy rất lý thú, nhưng khi đi vào nghiên cứu học tập thấy mệt nhoài. Đó là các môn tâm lý học, chính trị, kinh tế học, kỹ thuật hóa trang, mật mã, sử dụng các loại súng thuốc nổ, vũ khí thông thường, cách thủ tiêu bí mật đối tượng. Ngoài ra, còn học thêm cấu tạo và cách phá hủy máy bay tàu thủy xe tăng, cũng như nghệ thuật ngoại giao, bồi bếp, cách tiếp cận mục tiêu. Chúng tôi được học cả phương pháp nắm tình hình, những việc cần làm và cần tránh của người chiến sĩ tình báo, sự vinh quang và những hiểm nguy của nghề tình báo. Tôi thật sự sung sướng khi sát hạch bắn súng trong các hoàn cảnh ngày đêm bắn di động, tôi đều đạt khá và giỏi. Sau khi học xong trường tình báo của tưởng, tôi lại được tổ chức cưới học tiếp lớp tình báo của Mỹ. Lúc đầu tôi ngần ngại nhận nhiệm vụ này. Đồng chí Lý Thị Thọ và đồng chí Phạm Việt Tư, người lãnh đạo tổ chức trực tiếp giải thích rằng trước mắt cách mạng Việt Nam đứng về phía đồng minh để tập trung đánh bại phát xít nhật là chủ trương sách lược sáng suốt sau khi chiến thắng phát xít nhật sẽ đánh bại thực dân pháp tiếp đó tôi thật vinh dự được bác lý thụy gặp và giao nhiệm vụ tôi phục tùng tổ chức đi dự khóa học tình báo của mỹ sau khóa học tôi và một người mỹ lai tàu humbly ho được giao nhiệm vụ nhảy dù xuống khu vực huế để điều tra thu thập tình hình di biến động của quân đội phát xít nhật trên đất việt nam chúng tôi báo tin về sở chỉ huy để phe đồng minh có kế hoạch tiêu diệt quân đội Nhật. Việc nhảy dù xuống Huế và sau đó bắt liên lạc nắm tình hình tương đối thuận lợi. Nhóm của chúng tôi báo cáo về sở chỉ huy và rồi máy bay Mỹ đã oanh tạc tiêu diệt nhiều sinh lực của quân đội phát xít Nhật. Nhà văn Xuân Ba cũng đã viết. Đồng chí Phạm Việt Tư, một cán bộ trong tổ chức cách mạng ở Vân Nam năm năm là cục phó cục Quân nhu gọi tôi lên đã thông. Hiện nay chủ trương của đoàn thể là tạm thời bắt tay với bọn Mỹ đứng về phe đồng minh chống phát xít vì thế tổ chức chọn đồng chí làm việc này đêm đó tôi về suy nghĩ nhiều lắm tại sao lại đi làm cho tụi mỹ để làm gì cách mạng đoàn thể thiếu gì việc mà lại giao cho mình công việc này ăn ở với tụi mỹ ư làm sao cho nó khỏi khinh mình đồng chí lý thụy thọ cũng gặp tôi nói rằng làm như vậy cũng là mục đích tiêu diệt phát giết nhật diệt phát giết nhật mình mới dễ dàng đánh bại pháp thêm nữa ta cũng phải lợi dụng tụi này để họ giúp ta về vũ khí đồng chí có nhiệm vụ lấy tin tức cho nó chưa có phải ăn lương của nó đâu đồng chí cứ tin tưởng vào đoàn thể yên tâm làm nhiệm vụ mới bề ngoài tôi phục tùng nhưng trong tư tưởng thấy lo chỉ sợ như gia long cõng rắn cắn gà nhà lúc đó ông cụ khi nói về bác hồ bao giờ ông cũng dùng từ ông cụ một cách kính cẩn cũng có mặt ở đó ông cụ ân cần nói đại ý rằng làm gì thì làm miễn chú phải trung thành tuyệt đối với đoàn thể với cách mạng tôi thông nhưng vẫn lo Lúc đó tôi vừa kính nể khâm phục ông cụ nên nhận nhiệm vụ ngay. Nhưng nghĩ mình cũng tự hào, được đem kiến thức đã được học để thi thố với bọn giặc, kể cũng thú vị đây. Tạ Đình Đề kể tiếp. Công việc đang đà thuận lợi thì người liên lạc của chúng tôi bị bắt. Tình hình cách mạng trong nước lúc này đang phát triển. Tôi tìm mọi cách để bắt liên lạc với tổ chức. Từ thành phố Huế, tôi nhằm thẳng hướng Bắc thẳng tiến. Tôi về đến quê hương đúng lúc nhân dân khắp nơi chuẩn bị nổi dậy cướp chính quyền. Giữa khí thế cách mạng tháng 8 hào hùng đó, tôi đã bắt được liên lạc với tổ chức và tham gia cướp chính quyền tại huyện nhà. Lúc này tôi được cử làm cán bộ ti liêm phóng Hà Đông. Tiếp đó, tôi tham gia vệ quốc đoàn và cùng một nhóm biệt động được cử thâm nhập vào Hà Nội. Đội biệt động chúng tôi được phân công vào ở nhà của Thọ, sau này là vợ tôi. Tại ngôi nhà này, anh em chúng tôi đã thể với nhau là tuyệt đối trung thành với cách mạng với tổ quốc và với nhân dân. Đầu năm 46, khi tiếng súng kháng chiến toàn quốc nổ ra, tôi được điều sang ban tình báo liên khu 2, đội trưởng đội biệt động thành Hà Nội. Ông kể, lúc ngồi tù trong vụ bắt lần thứ hai, sau mỗi lần hỏi cung, hình ảnh các chiến sĩ của đơn vị tôi cứ hiện lên rõ nét, đong đầy những nỗi nhớ khôn nguôi. Hình ảnh các đồng đội năm xưa cứ hiện lên trong bốn bức tường lạnh lẽo này, giúp tôi vợi bớt những căng thẳng trong thời gian bị bắt giam khi quân pháp chiếm lại hà nội cơ quan của tôi được chuyển vào vùng tự do tuy vậy do yêu cầu nhiệm vụ hàng ngày chúng tôi phải vào ra nội thành để lấy tin tức trong kháng chiến chống pháp các cơ sở bí mật của chúng tôi ở nội thành hà nội hoạt động rất tốt vì vậy chúng tôi nắm rất chắc tình hình hoạt động của địch và báo cáo kịp thời với cấp trên để vạch kế hoạch đối phó ngăn chặn trong những ngày đó nhiều lần chúng tôi thoát ẩn thoát hiện để thực hiện nhiệm vụ và đã lập được nhiều chiến công có một kỷ niệm mà bây giờ tôi vẫn nhớ mãi. Vào thời gian của kháng chiến chống thực dân Pháp, bước vào giai đoạn quyết liệt, một hôm chúng tôi nhận được tin của cơ sở mật báo. Hiện nay Duprat, một tên trùm tình báo Pháp khét tiếng, phụ trách xứ Bắc Kỳ, đang tung một nữ điệp báo ra vùng kháng chiến của ta để nắm tình hình. Sau khi xây dựng kế hoạch đối phó và báo cáo được cấp trên chỉ đạo, chúng tôi tiến hành thực thi nhiệm vụ. Tôi đã cử những cán bộ chiến sĩ nhanh nhẹn, thông minh, bí mật theo sát nữ điệp viên này các chiến sĩ của tôi được sự hỗ trợ của nhân dân theo sát nó bắt đầu từ lúc xuất phát nữ điệp viên này rất có tài hóa trang để che mắt bộ đội chỉ cần có chút sao nhãng là mục tiêu biến mất khi cô ả à vừa lò dò đặt chân đến vùng kháng chiến thì đã bị anh em chúng tôi đón lõng tóm gọn đây là nữ điệp viên khá xinh đẹp chúng tôi đưa thị đến nơi an toàn rồi tiến hành đấu tranh khai thác thị khai mình là người hà nội chuyên đi buôn thuốc nam từ thành phố ra vùng chiến khu Hôm nay ra đây để mua nguyên liệu đưa về thành phố thì bị bắt. Tôi nghi ngờ điều thị khai. Bèn chỉ đạo các cơ sở của ta tại Hà Nội xác minh lời khai của cô gái này. Từ các tài liệu thông tin thu thập được, chúng tôi đã đấu tranh với thị. Cuối cùng, với những tài liệu bằng chứng xác đáng, thị đã cúi đầu thú nhận. À đã được bọn tình báo Pháp, đứng đầu là tên Duprat tuyển mộ và huấn luyện. À được giao nhiệm vụ ra vùng chiến khu để nắm tình hình, phục vụ âm mưu đánh phá vùng chiến khu cách mạng. Ngoài ra nữ điệp viên này đã khai ra nhiều tin tức quan trọng về những âm mưu thâm độc của bọn viễn chinh Pháp trong việc chuẩn bị mở chiến dịch đánh ra vùng chiến khu. Nhờ vậy chúng tôi đã chủ động đối phó, làm thất bại âm mưu của kẻ địch. Trong vụ điệp báo này, chính Dubrat đã thừa nhận thất bại trong việc thu thập tin tức trong vùng chiến khu của ta và rất khâm phục sự tài giỏi đối phó của tình báo Việt Minh. Nghe chuyện tại đỉnh đề kể, tôi mới vỡ lẽ ra rằng những huyền thoại về ông ít nhiều bắt nguồn từ những hành động anh hùng có thật của Tạ Đình Đề rồi được nhân dân ta yêu mến và theo dệt nên. Từ câu chuyện của ông, tôi lại nhớ vào một buổi sáng mùa thu năm 95, tôi đến thăm Thượng tướng Hoàng Minh Thảo tại nhà riêng và cũng thật tình cờ gặp ông Đề đang ở đây. Thượng tướng nhìn tôi rồi chỉ qua Tạ Đình Đề và giới thiệu. Trước đây, khi tôi là phó tư lệnh quân khu 3, thì anh Đề là phó ban tình báo quân khu. Anh Đề đã chỉ đạo ban tình báo, nắm chắc tình hình, và đã tham mưu chính xác có hiệu quả cho đảng ủy chỉ huy quân khu đánh địch và giữ vững tình hình chính trị trên địa bàn. Anh là con người nhiệt huyết trách nhiệm. Thượng tướng nhìn tại Đình Đề, cười rồi nhìn tôi kể. tại Đình Đề là người nhiệt huyết trong hoạt động tình báo, lại yêu ghét theo kiểu lục vân tiên nên những việc làm của anh được người dân yêu thích và truyền tụng. Huyền thoại về anh đề cũng một phần do nhân dân ta khát vọng anh hùng, khát vọng yêu nước thương dân nên đã truyền tụng cho nhau nghe những câu chuyện đó. Nhưng một phần cũng do bọn lính Pháp và ngụy quân trong thời tạm chiếm vì nơm nớ nớp lo sợ nên theo dệt nên những huyền thoại thần xuất quỷ nhập. Đến mức bọn Pháp và ngụy quân ở Hà Nội và khu 3 tưởng chừng như lúc nào ông đề cũng có mặt giám sát hành động của chúng. Cuối năm 45, đầu năm 46, quân Pháp từ Vân Nam Trung Quốc tràn xuống Bắc Lào chiếm Lai Châu Điện Biên Phủ làm bàn đạp đánh Sơn La Hòa Bình. Bộ đội Tây Tiến 1 hình thành trong tình huống đó. tại Đình Đề có mặt trong đội quân này và là phó ban tình báo khu 2. Tháng 3 năm 47, quân Pháp đánh thông đường số 6, tiến công vùng Mai Châu. Ngày đó dốc đẹp là con đường rừng độc đạo, hiểm trở. Có anh em nói đây là con đường bách nhân khứ, nhất nhân hồi, nghĩa là trăm người tới, chỉ một người về. Dốc đẹp đã đi vào huyền thoại với cuộc chiến đấu của đoàn quân Tây Tiến với quân Pháp trên dải đất núi rừng Tây Bắc. Chỉ với hai tay súng của khu trưởng Hoàng Sâm Và tại đỉnh đề Sau đó một mình tại đỉnh đề Như con sư tử trên đỉnh dốc chiến đấu Buộc quân địch co cụm về trường sải Sau trận dốc đẹp Tại đỉnh đề được điều động về đơn vị tôi Làm phó ban tình báo liên khu Kim Hùng làm trưởng ban kiêm đội trưởng đội biệt động liên khu 3 Như trên đã nói Anh đề rất ghét những hành vi nhũng nhiễu ức hiếp dân, tính tình lại nóng nảy Hồi ở khu 3 Đã mấy lần tôi phải can thiệp giảng hòa lúc anh ấy to tiếng với công an viên địa phương nóng nảy nhưng sau đó thì không để bụng cái gì cả đặc biệt anh đề có đức tính mà anh em ta nên học tập đó là rất mực thương yêu quý trọng cấp dưới những tình tiết trên đây đã được báo chí chúng ta đưa tin nhiều thượng tướng dừng lại chốc lát như đang lục nhớ điều gì đó thượng tướng nhìn tôi và ông đề rồi tiếp tục việc bắt giam anh đề rồi đưa ra xét xử bằng được khi mà chứng cứ kết tội không thuyết phục là rất sai Vậy mà sau đó lại kháng nghị, rồi bỏ lửng hơn 16 năm, rồi lại bị bắt giam lần hai. Nếu đặt các sự việc trên đây, trong chuỗi sự kiện hồi kháng chiến chống Pháp, lúc ông đề xử lý một số cán bộ làm nhiệm vụ giữ trật tự, lại đi buôn lậu, hoặc là có hành vi lộng quyền ức hiếp nhân dân, thì người dân dễ đặt câu hỏi, phải chăng sự việc của ông đề bị hàm oan có phải do A Tư thủ hay không? Ngồi nghe Thượng tướng Hoàng Minh Thảo nói, tôi thấy ông đề cứ tủm tím cười. Tôi ngữ, tôi nghĩ tính bộc trực trong con người này làm nên khí chất bản lĩnh nhưng cũng rất mực thủy chung trong tình bạn bè đồng đội thế mới hay nằm trong tù nhưng tâm trí ông vẫn dành cho những đồng đội thân yêu của mình đã một thủa sống chết có nhau trong thời trận mạc tâm can ông đúng như ông đã nói càng cô đơn lẻ loi nỗi nhớ đồng đội năm xưa càng tha thiết chảy với những từng đường gân thớ thịt của ông đối với ông sống nghĩa tình yêu cái tốt cái đẹp ghét cái xấu cái hư cộng với tính cách hiệp sĩ làm nên cốt cách một tại đình đề. Nhưng cũng chính vì vậy, những kẻ có đầu óc nhỏ nhoi lại ghen tị, thủ ghét ông. Tôi ngồi lặng im nghe ông nói, nhận ra phần nào những thao thức đang còn in dấu trong cuộc đời rất nhiều sóng gió của ông. Những năm tháng sống chết với nghề tình báo là dấu lặng của cuộc đời tại đình đề. Không mấy người biết rõ về quãng đời này của ông. Người ta chỉ truyền tụng nhau những câu chuyện vừa thực vừa hư về con người mang răng dấp kỳ nhân huyền bí này chứ không biết rằng ông chính là một chiến sĩ cách mạng thực thụ được giác ngộ được thử thách rèn luyện trong bão tố cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc do đảng ta và bác hồ lãnh đạo với tạ đình đề dù ở đâu làm gì trong hoàn cảnh nào thì lòng trung thành vô hạn với tổ quốc với nhân dân vẫn luôn luôn tỏa sáng kể cả khi vướng vào vòng lao lý oan khiên thì lòng trung thành cao cả ấy vẫn không hề bị hao khuyết vơi cản tôi hỏi ông đề ngôi nhà số 8 hàng ngang Hoàn Kiếm Hà Nội là nơi đội biệt động của ông sống và hoạt động cách đây nửa thế kỷ và là nơi đã đem lại tình yêu của ông với cô gái xinh đẹp đất Hà Thành nhiều kỷ niệm lắm. Sao không nghe ông nói gì về ngôi nhà này? Ông đề nhìn tôi trầm ngâm. Đúng là ngôi nhà ấy chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ về tình yêu lẽ sống và cũng là nơi tôi và đồng đội thân yêu của mình sống và chiến đấu, bảo vệ cách mạng trong những thời khắc khó khăn nhất của cách mạng chống thực dân Pháp năm xưa nói đến đây nét mặt ông bỗng tối sầm rất nhiều nếp nhăn hiện lên ông kể căn nhà ấy là máu là thịt của vợ chồng chúng tôi đấy nó nằm ở trung tâm thành phố hà nội tọa lạc trên khu đất rộng hàng trăm mét vuông bây giờ tại nơi ấy mỗi tấc đất là tấc vàng mà giá trị vật chất là vậy nhưng không so được với giá trị tinh thần vì ở đó đã nảy nở tình yêu đầu đời của hai chúng tôi cũng chính căn nhà này anh em đội biệt động thành hà nội năm xưa đã nắm chặt tay cùng thể với nhau quyết tử cho tổ quốc quyết sinh tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng của bác hồ nguyện suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân cũng chính nơi đây chúng tôi được cụ bà thân sinh ra người yêu tôi che chở nuôi dưỡng như những đứa con yêu quý của mình trước khi qua đời cụ đã di huấn để lại cho vợ chồng chúng tôi ngôi nhà này nhưng nay ngôi nhà ấy đâu còn nữa Tôi nhìn ông hỏi Thế ngôi nhà ấy bị trưng thu trong đợt cải tạo tư sản hay sao? Ông lắc đầu nhìn xa xăm Giá như ngôi nhà ấy bị nhà nước trưng thu thì cũng đành lòng vậy Và chẳng phải suy nghĩ gì nhiều Vấn đề lại là do tôi mà cái nhà ấy không còn nữa Xót xa lắm Lần thứ nhất tôi bị tạm giam gần 2 năm về tội kinh tế Nhà chẳng còn gì Vợ tôi phải đi vay nợ chạy vậy để có tiền hàng tháng tiếp tế cho tôi Vợ con tôi phải nhịn mồm nhịn miệng để nhường thức ăn cho tôi thực ra những đồ tiếp tế ấy tôi được ăn chẳng bao nhiêu mà bọn đầu gấu tranh giành phần lớn khi tôi được tha tù lần thứ nhất trở về vợ bảo tôi em không muốn nhưng hiện nay nợ nần nhiều quá phải bán căn nhà trả nợ anh ạ lúc đó tôi sừng cổ nói phải giữ cái nhà ấy bằng mọi giá bây giờ anh về rồi sẽ đi làm lấy tiền trả nợ nhưng rốt cục tôi vẫn mất việc làm vì bản kháng nghị quái ác ấy và tòa án cứ kéo dài hàng chục năm không xét xử dẫn đến tôi đã trở thành người ăn bám vợ sau đó tôi lại bị bắt giam lần thứ hai rồi vợ tôi phải đi vay mượn tiếp để có tiền thăm nuôi hàng tháng đến mức sức ép của nợ nần lên cao không trả được vay tiếp thì không ai cho khi tôi được ra tù có lần vợ chồng chuyện trò bà thọ nói lúc anh bị bắt lần thứ hai gia đình hết sạch tiền đồ đạc trong nhà cũng lần lượt bán hết để hàng tháng tiếp tế cho anh đã thế mỗi khi ra khỏi nhà là em bắt gặp những ánh mắt tò mò người thì thương hại kẻ thì kẻ lạnh có lúc em muốn chết quách đi cho rồi sống cơ cực và nhục nhã thế này thì sống làm gì nhưng rồi em lại nghĩ đến anh đang ở trong tù các con đang còn thơ dại không thể chết được phải sống để thăm nuôi anh chờ đợi anh về và chăm sóc các con khôn lớn mỗi lần được thăm nuôi anh em phải chạy đôn chạy đáo vay tiền khắp nơi vay mãi người quen cũng chẳng còn tiền em nghĩ chỉ có cách duy nhất là phải bán nhà trước khi bán em đấu tranh tư tưởng lắm ngôi nhà số 8 hàng ngang là kỳ vật cố mẹ em để lại là kỷ niệm đẹp đẽ của tình yêu lưu luyến thuở ban đầu giữa anh và em đã có lần anh bảo em là phải giữ lại ngôi nhà này nhưng đến lúc này thì không còn cách nào khác đành phải bán nhà để trả nợ và thăm nuôi chồng nuôi con việc quyết định bán ngôi nhà này cũng là hy vọng anh sẽ về với vợ con nghe bà thọ kể lại tôi nghĩ Ngôi nhà ấy, ngoài những kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ, còn là vật cứu mạng sống của tôi. Nếu không thì chết trong tù rồi. Vì vậy, nói đến ngôi nhà số 8 hàng ngang là nói đến máu thịt của tôi đấy. Cao hơn nữa là nói đến tình yêu thương và sự hy sinh chia sẻ của vợ con cho tôi. Tôi nợ người thân nhiều lắm. Ông kể đến đây, nhìn xa xăm với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn ông, tâm can tôi quặn đau, dưng dưng chia sẻ. Kỷ niệm về sở hữu ngôi nhà dù ngắn ngủi nhưng chuyện về ngôi nhà số 8 hàng ngang sẽ mãi mãi còn lại trong góc khuất cuộc đời ông. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong phần đọc tiếp theo.